Mua đi HDD đi, nhưng mà nói chung là vẫn phải sắm SSD. Mẹ bây giờ SSD cũng rẻ rồi mà. SSD em có mà, SSD là để chạy cài Win rồi mà. Nhưng mà SSD bao nhiêu? SSD có 120 GB thôi. Đi giờ thế thì chỉ cài được Win. Win thôi chứ còn game đéo nữa. Thực ra là còn còn thêm có Sea of Thieves thôi thì nó mới gần đến hết 120 GB thôi, còn ông thì cũng khoảng tầm Sea of Thieves đó. Để ở sau Microsoft cài Sea of Thieves được, cài thẳng luôn vào ổ á? Mày CD không thì cũng chọn cái lại. lúc cài ấy chả thế. Mày phải chọn cái lúc cài chứ. Mày không chọn cái lúc cài ấy chả thế. Để xem sao nó đéo có cái chỗ tỷ lệ phần trăm đâu nhỉ. À đây, đi mày mày. Mục sư. Rồi ok, hello anh em. Chào mừng anh em đến với trực tiếp game. Và hôm nay trời mưa to quá, thành ra là tôi không có sang phòng stream, tôi đang ngồi nhà. Muốn hỏi tất cả các anh em xem là anh em nghe ngày hôm nay, anh em nghe cái mic của tôi ở nhà nó trong trẻo hay chưa? Coi như là sáng ngày hôm nay, rạng sáng ngày hôm nay tôi mới khám phá ra nguyên nhân tại sao mà tôi coi như là sắm mic Razer ngon nghệ, xịn sò, mà tại sao nghe chất giọng càng ngày nó càng bị coi như là ồm ồm vang vang. Hóa ra là lý do là rất là đơn giản. Đó là do coi như là hôm trước quay tay nó phọt mẹ cái nước lên trên, nó dính mẹ vào cái lỗ mic. Thế là hôm qua phải lau nó Đi sạch. cận vệ. Hôm nay em nghe đã coi như là nó mượt mà trong trẻo Vẫn vẫn chưa? vẫn dè mà. Anh em có thấy Dè dè con không? cặc, đấm vào Anh mồm em bây thấy giờ, dè thì đừng có có vớ vẩn. mần dè như thế nào? Đừng có vớ Có vẩn. dè. Nhiều anh em có mần dè mà. Dè cái nồn. Ồ Đấy, đây, hôm nay nói chung là mic mẻo ngon nghẻ rồi. Bị mất từ cái hôm mà đi du lịch về. Đến tận hôm nay mới khám phá ra cái lỗi tại sao tổ sư. Đéo hiểu, thay mẹ mic hết từ mic này đến mic nọ, giọng trong trẻo năm xưa nó biến mất. Đấy, cái hôm nay thì trên Nonolip ngày hôm nay tôi gửi đến anh em một cái tiết mục. Đó là lôn chết cùng coi như là bạn bè. Và tôi cùng với Đạt Óc, tí nữa sẽ có Mai Linh, có cả Duy Tùng. Sẽ vào coi như là chiến lon chết. Có khi là trước mắt thì tôi với cả Đạt làm trước trận xem tình hình trình độ anh em như nào. đánh Có em mời tôi đi. lên. Tên anh là Ghép gì? tiếp chưng. Ghép phải có chữ H đấy nhá. GHEP tiếp chưng đấy. Và Mời đây này. Thấy chưa? SKT đạt đẹp trai. À rồi rồi rồi. Thành viên dự bị của Mèo SKT. á, mèo thì là ở nhà tôi không có cam cho nên là không 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 cam nên được. Hôm nay ngủ ở nhà với trời mưa, anh em nào Hà Nội anh em sẽ biết là hôm nay trời mưa. Sẽ có thanh niên nào gánh tui nhé là ai kìa. Nào để xem trình độ Nào đạt như nào, khổ nhẹ. giời Cứ ơi, thấy giống giả, không biết là thế dạo nào. này nó cứ thế đéo nào ấy, nhân phẩm là nó xài hết rồi sao ấy. Trời luôn đi còn gì nữa. Để tôi cùng Đạt ngày mai xem Đạt ở đây luyện tập như nào. Thật chứ mẹ. Mày nên biết là cái đội hình của tao, thậm chí là các anh em ở nước ngoài nhé, Nhật Bản còn áp dụng, mà còn coi như là bá đạo server bên Nhật, thì mày phải hiểu là Thôi như thôi nào. thôi 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 cái đội hình đấy chứ. Cái Thế, đội hình chúng thế nó xong trận chưa? Thế thì thoát ra đã để con Linh nó vào, khổ. Nhanh lên. cứ đánh một trận trước đi, có gì đâu, em đợi được mà. Tao với thằng Đạt vừa mới coi như là ấn cái nút mẹ bắt đầu trận Chơi phát. luôn. Chơi Không luôn. sao, sao sao sao. Cái nút nói lên tất cả rồi luôn. Đợi Chơi tí luôn. Duy Tùng cũng đang về. Duy Tùng kêu là em đang về, đợi em một tí. Khổ. Con thanh niên nào chơi rủ nốt vào đi. Anh em là có khả năng là sẽ giúp cho Duy Từng một thêm một khoản đóng phạt khoảng tầm 5 đến 7 triệu một tháng. Quá trình Duy Tùng hôm qua bảo với em là vợ về ngoại Thế chơi à? Free Fire À. sống Vũ Vũ Thì quạng Free Fire free to play. à Free Free to play Fire rồi. Free chết to lại play. à lại 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 Vũ chết Vũ quảng nào cáo có không chơi cho. trò này. Giờ này chắc là đang phục vụ vợ, khổ. Anh em thông cảm. Vũ nó từ hôm mà tôi bảo chơi nó có chơi đâu. Nó chỉ thích lon chét với lại à quên, nó chỉ thích cái đéo gì nhỉ? Trò đéo gì nhỉ? Vũ có chơi mà.
Hả? Hôm qua em với cả Dẹo với cả anh hôm qua em với cả Vũ với cả anh Bisu với cả Phiểu chơi mà. Phiểu 5x. Đúng rồi. 5x nữa. Dù Phiểu vào đeo gì? Phiểu trong quán giờ này ai cho chơi? Ơ, gọi vào luôn. Thế sao thằng Vũ mày tao bảo vào chơi đéo thấy nói gì, chắc là bận. Lộ chết lại thấy tin nhắn lại. Thật. Đêm qua chắc cũng chơi cũng ác. Hôm qua thấy đéo nào nick của Vũ là Bisu. Nick của Duy Tùng là Tiểu Bisu ạ. Thế là đéo thấy hai bố con lại. Thế đéo nó lại Tiểu Bisu là thế đéo nào? Duy Tùng đặt tên là Tiểu Bisu cho thằng bé nhỏ nhỏ nhà Duy Tùng. Còn cái ác Bisu cũ ấy là cho Vũ chơi. Đi. Đéo hiểu đến cái ác vậy. Sao vào lại thế này, khổ sao tự nhiên lại PK này, đéo đã được. Không dùng thì đưa em dùng cho. Và vừa vẩn. Mất hết cả cái sự vì bo đoi của đội hình. Bây giờ chán sát thủ thắng dễ quá, không còn đam mê với cái đội hình này nữa. Quên mất sao mình mua con này nhỉ? Quên. Anh em cứ chuẩn bị xem tôi. Đâu xem đạn ốc đội hình nào nào. Khổ. Ấy là. Ui sao lại nhện à? Nhện với thú vật tí. Đạn ốc mà nó chuyên môn có một cái sở thích đấy là chơi con nhện để nó sinh ra được mấy con con. Để nó sinh ra được nhiều con một lúc. Là chơi với ông Dung là phải chơi nhện để khắc chế. Ừ. Mình đỏ ngon lắm. Cấp kém vậy. Mấy tên đéo ra cái gì? Thế đéo là vẫn... À, vẫn 100 à? Ây ơi! Ôi! Đéo đội hình của mình trong nó mẹ... Quá đẹp cho một cuộc tình anh em ạ! Nó, thằng nó, Đạt nó, chắc nó, định nó. Chơi nhện để khắc tao gì? Thôi thì chơi này đâu chưa cần biết sao giờ. Đạt chơi rất bẩn mẹ. Đây đã ăn bánh giò anh em ạ. Ngon. Ủa. Hình như là update cái phiên bản mới rồi sao nhỉ? Sao đánh quái ra nhiều đồ này? Chưa anh ạ. Em mới có một đồ này nhân phẩm chán quá. Ta là 4 đồ mẹ rồi. Đi mẹ mày game luôn như đéo hiểu. Cút mẹ ra. Đéo chơi ấy nữa. Thậm đéo chí ta còn nữa. 5 đồ rồi cơ Đạt ạ. Đéo hiểu luôn đấy. 5 đồ Đạt ạ. Buồn quá. Này thì còn chơi bời gì. Game lỗi mẹ rồi. Đéo đồ đéo tướng. Thậm chí đồ bây giờ đã ta đang sợ đéo có chỗ chứa đồ đây này. Đéo Đạt xem nào. Đâu thế nào? Ấy là Gravet với lại ấy à? Đội hình cắc gì này? À, kiếm quá nhỉ? Xạ thủ hoang dã à? Ôi dồi, bên nó đấm cho nghe, mẹ. Nghe đéo liên quan thì luôn. Ôi dồi. Ôi dồi. Ấy à? Lả lướt đấy. Ôi dồi. Sao cơ? Ôi dồi ơi mẹ. Đạt tuổi gì? Phải đuổi tí không sao? Sao mãi đéo ra được cái mẹ cái ấy nhở? Mẹ sao đội hình hôm nay được thì đéo nào? Đội hình tủ đâu hết cả rồi? Nó cứ mỗi con một phương hướng này mình chưa biết chơi đội hình gì. Chết mẹ thật chứ trên này thì con nước non gì? Đéo ổn rồi. Tôi đang chơi đội hình coi như là mẹ bo đôi mà có vẻ hơi khó. Đéo nào gặp đội Mai Linh đang đợi ván sau vài anh em ạ. Linh lúc nãy tôi mời nó vào, nó lại bảo nó chơi nốt trận. Chó ơi, gội đầu tao ít thôi chó. Thôi tí nữa nốt trận này rủ Vũ vào xem Vũ có vào không. Thì cả Vũ cả Mai Linh.
Đéo gì đâu rồi, đội hình mẹ mẹ trong mơ đâu rồi, đéo hiểu đấy chứ đâu nào. Đéo ổn rồi. Đội hình lộn đấy. Đội hình như kẹt, đéo có thì làm nào được. Anh thì đội hình còn có đồ, em còn đéo có đội hình, đéo có đồ. Em hiểu đấy, đạt đâu rồi? Này thì còn đội hình đội hoẹt gì. Hỏng hỏng hỏng. Thay vì ra đồ mày ra tao mấy con tướng. Úi dồi khiếp vậy bên nó mày. Xem tình hình đạt như nào nào. Có vẻ cũng yếu. À thắng kìa. Thắng. Tổ sư đã có Fiora level 2 mẹ. Mẹ Mono Kaiser level 2 đéo thắng thì nghỉ mẹ đi cho xong. Thắng đối địch em. Thành anh Quang 2002 đấy chứ. À thế à? Khổ hỗn nạn. Thế đó là tao vẫn 100 máu nhỉ đạt. Tao hơi quan ngại, anh em thấy như nào? Đánh tận tầm này vẫn 100 máu với nước non gì. Thôi. Tao lấy con gì á? Ấy là lại rơ ra vét à? Nước mắt. Chiến thuật mới à? Chiến thuật đéo thì mẹ không bé biết lấy cái gì. Chưa định hình được lối chơi. Đéo mẹ chúng nó mẹ lấy hết cả những con ngon. Đéo còn cái con gì lấy tạm con này vậy. Ôi đành vậy. Eco Park vậy. Khô. Anh em thông cảm. Chiến thuật của tôi giờ đéo thấy con mẹ cần thiết của mình đâu. À đây rồi. Thế chứ. Bố nào buồn nếu. Bố nào buồn nếu này. À đấy. Đạt tình hình nào rồi? Vẫn tìm lắm, vẫn đang bán máu để đi chợ. Gravet đéo có đồ đi bắn nó sao được chúng nó. Thôi, là lướt lắm. À! Con mẹ thằng Hào nhá. Bắn này đi. Lốn như. Chó về mà đúng là mồm chó có ngựa. Bắt đầu bằng con chó đéo vẻ vang gì. Thôi làm thế nào được, chấp nhận. À đây rồi. Để đồ ngu VL ấy ra. Đấy anh em đang kêu để đồ ngu VL. À cái này tạm vào đây sau này bán con này đi để lấy con. Thôi anh này bay thôi. Cho em này đi vào. Xong rồi cho em này. Đời tôi, anh em cứ yên tâm, cứ chờ tin thắng trận của tôi. À. Đoạt à. Ông Dũng là cho đạt tuổi à? Đạt tuổi. 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 Thậm chí còn đéo giết được một con bên tôi. À, giết được một con. Khá là kinh. Son thế. Son thế. Đời tôi cô liêu. 69 điểm rồi. Yeah. Đéo sao vẫn 100 máu thì đéo nào đấy hả Đạt? Tao hơi buồn đấy. Thật. Thực sự hơi buồn. Lộ. Về chưa? Về rồi anh, vào hết rồi. Chờ mời. Đợi tôi. Tí bắn tao cả Đạt nốt vào này là mẹ, cả Mai Linh vào luôn. Có người bảo với em rằng là thế tối nay có chơi nó lờ chết không? Tầm 11, 10 giờ. 10 giờ 11 giờ anh mới về thế mà giờ thấy đã thấy có mặt ở nhà. Anh Dũng gọi phải về ngay, biết làm sao giờ. Tốt. Thế là rất tốt đấy. Thực ra là hôm nay bận nhưng mà bão kinh quá, phải về nhà ngay. Hôm nay Hà Nội bão mà. Mẹ nội bão Duy Tùng, anh em ạ, Duy Tùng. Thêm Duy Tùng bão rồi. Ván sau là sẽ Mai Linh Duy Tùng rủ thêm hỏi xem Vũ có chơi không. Duy Tùng tao nghe Đạt có quảng cáo mày coi như là cái gì? Có tuyệt chiêu là dùng coi như là cái thằng mẹ người máy đó gì đúng không? Có cho coi như là mẹ móc lốp. Móc cứt đại pháp. Móc cứt đại pháp à?
Ôi, dễ, qua được người đá rồi. Rồi, ok. Đạt, đạt 69. Xem định xây đội hình gì, sao thằng tâm đéo hiểu. Đạt là quý tộc à? Ít nhẹ. Quý tộc nhẫn giả là gì đéo nào? Mẹ sao lại quý tộc với nhẫn giả? À, quý tộc kiếm khách à? Đéo hiểu lắm về đội hình đạt, mẹ. Bây giờ thì nó có ra được đéo đâu mà chơi. Có gì đó nó đéo đúng cái đội hình này. Có gì đó đéo con nhà bật đúng. Được rồi. Hay quá. Can giờ mới có cộng 1 ạ. Địch đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Ô nhập của quý tộc mẹ rồi. Dòng họ bị ruồng bỏ mẹ rồi. Ôi giời, các cháu này định build team mẹ cái gì đây? Ôi mẹ, nó đã có mẹ 5 xạ thủ rồi cả. Ấy là kinh quá nhở, đạt cẩn thận nhá. Thằng cục cưng mẹ là nó có 5 xạ thủ nhá. Nó chuẩn bị lên 6 xạ thủ đấy. Đéo build nhanh đội hình thì có ăn cướp với thằng này tao thua rồi này. Cái anh chứ. Mẹ nó build. Chết tôi, em thắng rồi. À, thắng chưa? Thắng. Em thắng là em mất chứ thua thắng đấy. Thắng cặc. À thắng kìa. Chơi thua rồi. Đạt. Thịt mẹ. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Rồi con này cúp mẹ đi. Lucican vẫn cộng 1, đéo thể hiểu rồi. Cái con duy nhất cộng đồ thì... quá nhỉ. Cũng khó. Sát thủ, team bên kia nó build sát thủ, còn team Đạt thì đang Đạt, tôi đang nghĩ là Đạt đang build team Đạt sao cứ thay đổi liên tục ấy nhở? Bây giờ lại là sát thủ, nhẫn giả, kiếm khách, quý tộc. Đội hình mẹ năm cha ba mẹ, à kiếm khách, à Đạt đang build kiếm khách, quý tộc, nhẫn giả. Hổ. Bắn đấy, tốt lắm. Thắng đấy. Không thể. Mẹ sen mạnh vậy. Về lơ. Ôi. Được. Mạnh đấy. À đâu, Đạt lấy mà lên đấy nhìn nhầm thằng Rayza. Đạt là Đạt lấy, gọi thằng Rayza mới là thằng kiếm khách với cả ấy. Khổ. Đây rồi. Rất tốt. Rất tốt. Ui giời ơi, rất tốt. Cái gì đấy, 3 sao à? Ôi giời, con Nidalee 3 sao ấy thì làm gì? Chó giữ nhà thôi. Không làm gì đâu, chỉ thế thôi, không làm gì đâu. Mày láo thật. Lấy rồi, khổ anh em cứ bình tĩnh. Lúc đấy mải coi như là rôn quá nên quên. Khổ, bình tĩnh thì mọi thứ đâu sẽ có đo. Để thằng cục cưng nó là 6 sát thủ mà. Ừ, 6 đây, bây giờ anh lên 6 rồi chứ sao. Lúc đấy nó còn 5, bây giờ lên 6 rồi thì... Anh bảo là sát thủ, đấy không phải là sát thủ. À thế là tao nói nhầm đấy, nó sát thủ. Nãy là tao đánh với nó sát thủ mà. Anh thua rồi à? Đéo ừ, hiểu. Nó rôn ra em... toàn kết hợp, tao đã đủ team đéo đâu. Em cũng tí thằng nó đấy. Thế này thì đồ ngon lại vào chúng nói hết rồi. Yes. Đây, chúng mày thích cái gì chúng mày lấy đi. Đạt lấy cái gì đấy? Kiếm Đạt rồi, Đạt đâu? Chết rồi, pha này tím rồi. Biết là có trụ được không này? Đã sao đéo thấy thằng Đạt? À lại Đạt à? À Katarina à? À đâu? Đúng không? Cái con gì? Có phải lấy con Katarina không? À con đấy con khác. Khác à? Khác. Đây, cho là chống bộ sát thủ còn lột. À. Ít hệ quá, có vôi hai hệ. Một hệ quý tộc và một thằng nhẫn giả. Đừng kêu ca nhiều. Thằng chó đấy dạ, ôi thằng này.
Hay là nó có ấy rồi này. Có cái gì? Nó có kiếm khách ấy rồi này. Kiếm khách thì làm cái gì? Kiếm khách chết hết. Kiếm khách này, kiếm khách, kiếm khách này. Này, này thì quý tộc này. Quý tộc rất kiên cường nó đây thì Lucian này. Lucian này. Lu này, Lu Makachi này. Thằng chó này nó lấy được con Da Vinci quá. Con mẹ nó. Lulu không lên nữa đâu, là thôi. Thế thôi, nhìn tâm bay là biết là Lulu đéo thể lên được nữa nên là bỏ qua cho nhanh. Đi 46 điểm. Khát nước quá. Tìm rất đều rồi. Khát nước quá. Khát nước quá. Thôi đéo rôn nữa. Cứ rôn. Thôi đéo rôn nữa. Cứ rôn. Đấy. Anh Dũng giết thằng Reza đi. Đừng để nó mạnh lên anh Dũng ơi. Thằng ấy nó là có chơi Draven đây. Reza đội hình gì đâu xem nào. Reza đội hình à. Đội hình kiếm khách à. Ba kiếm khách à. Kiếm khách với là đề hiệp sĩ à. À kiếm khách với là quý tộc à. Thằng này thì đội hình này có cái vẹo đéo gì. Mẹ tưởng đội hình thế nào chứ. Game này chỉ roll thôi. Ấy sao. Airi cho toàn tốc đánh với Dam là thế đéo nào. Airi không cho. Ai bảo game là Airi tôi cho tốc đánh với Dam. Em không nhìn thấy mẹ ngọn giáo Soji là để tăng năng lượng, mẹ tăng mana. Anh em nhìn kiểu gì đấy? Có kiến thức về cái game này không đấy? Ngọn giáo Soji là kêu là để đam. Ngọn giáo Soji là để lên mana nhé. Đạt xem nào, tình hình team Đạt nào rồi? Anh còn bao nhiêu điểm rồi? Hai anh còn bao nhiêu điểm? Anh 91, Đạt 42. Chia đôi. Đạt là nhẫn giả. À đế chế hiệp sĩ quý tộc. Đang có hai thằng sen đang đợi để một em Akali à để thêm một nhẫn giả nữa. Ấy là Vayne đang cố gắng nuôi Vayne. Tầm này đéo kịp lên Vayne đâu. Mày nuôi Vayne em gì mày Vayne kể cả Vayne cấp 3 yếu lắm. Bay ăn hành không á? Không rõ, có thể là không. Đừng nuôi vay em gì. Anh Vũ à rồi kìa. Vũ chuẩn bị trận sau vào đi còn đéo nữa. Tao Đạt đang chiến thế này. Chơi kiểu gì đây? Kiểu khác team hay là lại ta xét này? Khác team. Lão nghiên cứu nát CMN game rồi giờ không dậy được đâu đúng quá. Khổ quá, cứ đứng từ trên cao nhìn xuống các bạn bên dưới mà khổ. Đầu thế. Thôi này gặp thằng sát thủ rồi. Thằng sát thủ này cũng đéo thọ đâu. Sao này? Còn bao lâu đấy? Sao ta cứ bị ở cái xoáy xoáy này mãi là thì đéo nói Đạt. Anh bị lag rồi. Con mẹ mình thắng mình cũng không được nhìn thấy cảnh thắng kìa. Đánh với cả thằng Rayza ta còn sống cả 5 thằng. Đéo hiểu luôn. Bạn Rayza gần như là cảm thấy nó là vô vọng. Thôi Airi đéo lên được nữa. Cố vào Airi. Lâu thế anh em. Thằng đến nơi rồi. Căn bản là nó một trận nó phải lúc nãy bảo vào luôn thì không vào cứ thích đốt trận cơ. Thì cứ tưởng là anh gà như hồi xưa anh nghĩ là anh chơi hay thế. Anh nay đã khác rồi. Bây giờ làm gì có mẹ. Ấy ra. Bây ra. Thôi giết thằng lấy ra đi thôi. Bây ra em ơi. Kinh đấy. Bù là bù lêu ạ. Bù là bù lêu với tao ạ. Đéo có cội nào đâu kem ạ. Cục cưng này. Cục cưng của bố này. Lấy Vega đi. Đội hình này không có chỗ cho Vega. Thằng Vega thằng vớ vẩn. Đạt thì đã là còn 34 máu ấy kìa. Thế này thì còn. Rồi mới vào được có 23 phút.
Ý vẽ ra đi, tao cần. Đan đéo. Đéo ra cái con thì bị đau chứ. Anh cần con gì? Con gì? Cần con gì mày hỏi làm gì? Để mua hộ cho. Và tốt mà. Ai đấy? Ấy à, Uôn Moonbi à? Đạt đang đánh cả Uôn Moonbi. Lên ông Dũng ấy 91 điểm á. Vũ bây giờ kiểu mẹ nó cứ như kiểu là đang sống ở cái vũ trụ nào ấy. Hóa ra cũng kinh thế cả. Thôi. Thằng này khát nước rồi. Thì mẹ đạt sắp sửa nhắm mắt xuôi tay mẹ nó rồi. Thôi mà trận này không ra được con ngon thì vẫn chết, vẫn thua. Đến tầm này vẫn chưa build được, vẫn chưa build được lên. Hình đéo gì mà sao vậy? Cũng hai ấy rồi. Sao không thằng nào lấy ấy đấy kia? Ờ đấy, bây giờ thì anh cục cưng anh ra anh lấy mẹ thìa. Tầm này còn đéo anh nào thèm thìa kinh. Hai cái trường tướng hơn. Thìa thủng giờ thì có ghép được không? Ờ nhỉ, tầm này thìa đéo nhỉ. Không, còn lượt nữa mà. Lượt bao nhiêu rồi? Sao lại không cần thìa? Hello? Đây, lượt 44 rồi. 4 là bao nhiêu? Ra cho tao con chó, ra cho tao đéo ra. Đi. Thua rồi đấy. Thua. Thôi xem đạt là chính thôi chứ còn đội nó có ôi bên nó đạt xong rồi. Garen nó khỏe lắm. Ôi rồi thôi. Nhắm mắt xuôi tay mẹ nó rồi, Garen nó xoay thêm vẫn nữa là chết. Ok. Anh Lucian cố khổ cuồng đao gần xô. Khô. Chín máu dành cho đạt. Thật đấy, khi xài hết mẹ nhân phẩm rồi nên. Goodness. Sắp tốt 1 chưa anh? Khổ. Anh cũng muốn tốt 1 lắm nhưng mà nó đéo được. Tưởng là vẫn còn nhiều lắm. Nó không ra, đội hình của anh vẫn thiếu mất mẹ hai con, đéo gì được. Cái top 2 thằng cục cưng nó mẹ đéo nó cả Yasuo này. Thằng cục cưng này sắp sửa con Z nó lên level 3 là mẹ khốn nạn. À con Z nó lên level 3 là khốn nạn với nó rồi. Này thì cục cưng này. Uôn Bi à? Ờ. Trận sau chơi cho em nhá. Mua mẹ Z đéo cho lấy Z. Ờ. Bố mua Z đéo cho lấy Z. Ờ. Chiến thuật bây giờ là như thế đấy anh em ạ. Lấy Z đéo cho nó mua Z. Tầm này con này được cũng đéo có vấn đề gì. Mà Đây rồi. Cái gì đấy? Đây à? Trong này là số lượng tướng nó chỉ có một số lượng giới hạn thôi mà anh em, nên là nếu mà mình lấy ấy thì nó sẽ không ra nữa. Với cả thứ hai là thằng Z này là tướng level 2 thì đến cái tầm này là tầm tầm này những cái vòng rất là sâu rồi, nó rất là khó để có thể lên được. Mẹ mày. Úi dồi ôi. Quá đẹp cho một cuộc tình.
quá đẹp cho một cuộc tình. Thôi, trận này là trận cuối một trận định càn khôn. Xem đạt xem nào. 9 điểm. Team đạt đang kiếm khách không vậy? Team đạt nó build được đủ ấy chứ thì vậy Draven của nó kinh chứ kìa. Hai dòng được cái gì kìa? Hai dòng được hàng phép. Đúng rồi. Ôi được rồi. Đi mẹ Draven của nó khỏe quá. Ném đây. Nó nền như đúng rồi, cố lên anh. Đúng rồi. Anh xoay đi. Đúng rồi, xoay chứ vào đi anh. Đúng rồi. Này thì đờ ra ven. Khỏe quá. Đội hình nó phun với tạc rồi thì mẹ châu mẹ lồn. Đạt đã ra đi rất nhẹ nhàng. Đéo hiểu. Game lỗi với lờ. Thằng cá rồi nó thành anh thôi. Bỏ mẹ rồi, thằng này nó lấy được Z rồi. Thế thì mình còn giữ thằng Z đây làm cái đéo gì nữa. Khổ muội, nó đéo mua được mà cuối cùng nó lại địt về khổ vãi luôn. Anh Draven ném bao nhiêu vào thằng vào thằng đại lớn hết thì mẹ nó có ma vũ ném đéo có một tí hụt. Thôi thằng cục cưng có mẹ đấng rồi. Đấng lại còn sát thủ nữa. Ôi, đây rồi, ta phải trả thù cho mày đã ạ. Mẹ con chó cá rô này đi. Muốn làm một liều à? Anh Dũng ăn chơi đội hình gì đấy? Đội hình của anh đội hình mẹ bị thiếu mất một cá nhân. Ui giời, cái này thì đờ ra phèn. À quên. Mày láo à? Láo với anh á? À, này thì rồng lên. Bố láo với tao á? À, cây lê á? À, này thì dây lê này. Dây lê này. Này thì Lucian. Lucian này. Đấy, đội hình anh còn chưa đủ đấy nhá. Đó anh vẫn còn thiếu mất một thành viên nữa đấy. Thiếu nào? Rồi, anh có rồi. Vấn đề bây giờ chỉ còn là cố gắng để lên được level trên là xong. Nhìn thấy anh chưa? Hai rồng nếu mà đủ nhá, hai rồng, ba phù thủy, ba hoang dã, một nhẫn giả, ba gióc le và ba hóa hình. Phải nhân phẩm vãi lồn. Bảo đội hình này đội hình mẹ vô địch cả máy chủ nước ngoài mà. Bọn này tuổi gì? Các anh em bên Nhật học theo đội hình này của tôi cũng chưa xong mẹ bá đạo cả trên server Nhật luôn. Bọn đấu sĩ đều có đam và bọn quý tộc đều có đam. Thằng lồn này chơi làm cặc với quý tộc thì đéo hiểu cặc chế bó là mấy cặc gì. Quý tộc phải đi với mấy con phong thủ các kiểu các thứ. Ừ, thằng này nó chơi quý tộc không ạ, à? Nó đi về. Thằng này là chưa đủ team. Nếu mà quý tộc không thì phải. Quý tộc không nhưng mà chưa đủ team. Nó làm sao build kịp được. Kìa, cây le. Lấy cây le méo dở hơi. Cây le này không có tầm chứ. Tầm này cây le ăn kẹp. Thì bảo lên cây le 2 nó búp cho hai con thì chưa biết mèo nào mà cắn mèo nào đâu. Nó có lấy cây le. Ờ nhở. À không, nhưng mà nó phải hai cây le đéo giải quyết vấn đề gì đâu. Xem nào. Hai cây le. Thằng ấy chơi đội hình full địt mẹ mày tanh ạ, sợ thật. 14 điểm nữa. 14 điểm giờ kịp tích không nhở? Tích được sao được nữa à? Anh 7 tướng rồi tích làm đéo nữa. Mày bị điên à? Tao còn có 14 mẹ vàng là tao lên được level 8 à? 14 vàng thôi. 3 ván nữa là 14 vàng chứ đéo nữa. Làm sao tao chết được trước 3 ván nữa? Chạy thua rồi. Thua. Mẹ nó cho cả hai con cây le vào vãi đái để búp ạ. Khổ. Vã quá, khổ.
nó không có ấy, nó không nó có... hết vẹo rồi, nó không có thằng gì nhở, nó không có đam, cho cả hai con mẹ gì vào. Cây le là búp cái gì đấy? Cây bất tử, cây le búp búp máu, không phải là búp máu mà tức là gọi là một kiểu hụt 100% ấy, tất cả các đam. À đấy, nó gọi là miễn nhiễm sát thương. Miễn nhiễm sát thương à? Ừ, nó sẽ không bị nhận một có nghĩa là nó sẽ không bị trừ máu khi mà mình nhận sát thương vào ấy. Có một cái đấy gọi là miễn nhiễm sát thương. Ô địt mẹ, sao lại bỏ con cây le ra? Cây le hai nó sẽ búp cho được hai con miễn nhiễm sát thương cùng một lúc, kiểu bất thử hộ thân ấy. À, nó gặp anh Dũng, bóng của anh Dũng. Thôi tích cố gắng tích được 12 sen. Bọn này nó đủ team xạ thủ à? Sao tưởng đội hình mạnh ở Nhật Bản lắm. Đang thiếu một người, mày phải hiểu tao đủ 14 đấy, tao mới ném được con đấy vào chứ. Đủ 14 đã thì chúng nó sẽ biết thế nào lễ độ. Ném nhanh lên để xem đội hình mạnh nhất ở bên chủ hạn Nhật Bản như nào. Được. Mày chờ đấy. Nó lên vừa cao rồi. Nó đánh tốt gắng. Xuống hạng rồi này. Rồi, nốt lượt này là cố gắng lên được 10 hại là ngon rồi. À đấy. Đúng, qua được cái tên quái này không còn là một điều ẩn số này. 37 máu chết thì đéo được. Xếp ấy ra, xếp xe nó ra, không thì xếp xít này nó thổi phát chết mấy con đấy. Thổi đấy. Thách luôn. Đi mày mua làm đéo gì để một điểm ấy chứ, để một điểm cộng một vàng. Mày một vàng thêm thì nó không đéo khác đâu mà. Khác gì, tao chỉ cần mày lên là xong cái mà. Ơ cái anh rồng kìa, khổ bị thổi, khổ. Nhân. Mất mẹ hai con đam chủ lực rồi. Ai bảo mày là con nào con đam chủ lực? Mẹ. Dăm ba con rồng. Adis. Đã bảo là đéo qua. Cá không ăn muối ơn ngay. Đấy rồi. Đừng khinh tao. Bây giờ mới là lúc tao ra đây này. Ui giời, cờ na cộng 1 thế thì cờ na cộng 2 thì may ra còn có cửa. Đấy rồi mày xem. Rồi mày xem. Nên nhớ đây là đội hình nhá. Lần sau anh đánh rồng ấy, anh xếp dàn đội hình ra thì nó sẽ không nhổ được cả tuyến sau của anh. Anh đừng xếp nó vón một cục như thế. Thế à? Bảo xếp xe ra thì không xếp đây. Anh đừng để vón một cục à? Để cho sang đây gì? Không, bây giờ thì chưa phải đánh rồng. Ý là khi nào tơn rồng ấy thì anh xếp dàn đội hình ra. Không là nó sẽ nhổ một phát hai con đứng đằng sau của anh, nó sẽ bị nhận đam luôn. Thế à? Nói chung là bạn cục cượng có cố gắng. Thật là cũng một lời khen cho bạn ý. Cái bóng của nó mà. Thì bóng. Một lời khen. Đang giao chiến khá là căng với thằng Caro. Thế à? Cục cượng thắng rồi. Caro còn 18 điểm, trận này căng đấy. Chắc phải đến vòng đi chợ tiếp theo ấy. Chung là bạn cũng có cố gắng. Nhưng mà sát thủ càng về sau càng yếu mà, đéo hiểu sao lại... Đây rồi! Còn mẹ Sivana đây rồi! Tuyệt vời! Rồng lên level 2 rồi! Rồng level 2 thì yếu hơn chó! Vâng! Yếu! Nhưng mày nên nhớ là hai rồng nó khác nhé! À rồng kia level 2 á? Rồng Sivana! Đi! Rồng đấy đi chắc con đéo hóa là chết mẹ rồi! Cây le nó 2 chưa? Cây le đã cho 2 cây le vào, cho cái đéo vào đấy kìa. Con này không đánh được đâu, đội hình người ta bảo là không đánh được mà, vì nó không đủ mà. Đánh làm sao được, cái bố cây le luôn, như đéo phải là cây le, con đéo giết được một con bên tao luôn. Hiểu vấn đề không? Đánh làm sao được đội hình tao? Khổ. Thằng kia sao cho hai cái le và thắng là đéo cho ạ. Cũng gọi là một cái sự cố gắng. Nhưng mà nó chỉ là những cái cố gắng cuối cùng thôi. Đánh sao được.
Nào, xem là cục cưng như nào nào. Đội hình sát thủ. Thôi bọn này sát thủ thì yếu phọt cứt mẹ. Sát thủ lết yếu lắm. Yasuo à? Thế đéo tự nhiên cho thằng Yasuo vào đây làm đéo gì? Dòng Sivana mạnh đấy á. Sivana yếu bố mẹ. Còn Gna 2 thì khác đấy. Gna 2 nó khác hẳn. Ô đéo vào được trong rồi thôi, đứt rồi. Đấm. Đấm cũng kinh đấy. Đấm này. Đấm này. Ôi chưa. Tớ. Lấy Draven đây, đừng để nó lên kiếm khách. Draven. Lấy Draven á? Ờ lấy Draven. Nó có xem lấy Draven đéo đâu. Giỡn hơi à? Gọi lệnh được. Lấy cái truy cũng được. Đội anh phép thì chả lấy cái đấy làm đéo gì. Cho con rồng nó khạc. Ai bảo mày là không lấy? Mày nên nhớ Airi của tao nhá. Cuồng đao gắn xô của anh đấy. Đây rồi. Một con Gna nữa ra cho bố. Kết liễu trận đấu. Đéo ra. Thế nào. Team này không có đấu sĩ gì ra, nó không kéo đội hình tao lên. Bọn sát thủ mà không kéo đội hình lên thì giải quyết vấn đề đéo gì. Tao mới có bắn xa này ra, nó không kéo đội hình mình lên. Mày đéo xếp lại đội ạ. Anh ơi. Ừ? Tí nữa cho con Sivana đổ chỗ cho con Airi đi. Đổi chỗ cho Airi á. Con rồng đánh gần mà. Nó có đánh xa đâu mà anh nhét nó vào đấy làm sao nó được đánh. À thế à. Ừ. Anh xem nó AFK cả trận này. Mãi một con chết rồi nó mới được lao lên đánh này. Thế à? Anh đổ chỗ cho con. Thì sao em không nói với anh sớm từ đấy? Là nó em. Mày nói với anh luôn chứ. Sivana thay cho Airi gì? Ừ. Rất quý em, mày biết nghe em đấy nhá. Anh mà thua thì em đừng có trách. Thằng này cho mẹ con lấy lên luôn đi, đéo cho nhỉ. Cho con gì? Ta bảo cho con găng bảo lăng lên. Đó hiểu, cứ cho mỗi con găng kia lên thì lên. À nó thay đổi đội hình nhá. Biết rồi, nó định xếp ta bên kia để ăn ID của tao hay sao ấy. Đúng, Linh nói chuẩn. Nó vừa xếp ta bên đấy để mẹ chắc để định bắt ID à. Thôi mà rồng này mà đi đâu cũng hơi. Chết mẹ luôn con kia. Nó hóa 2 giờ cả Gna lẫn gì nó hóa thì đánh cái đéo được. Biết thế nào đội hình mẹ vô địch mẹ chưa. Đấy, anh thấy đây không? Là đội hình Rock Lay 2. Không được Linh khuyên câu cuối anh kinh đấy. Thế khá là, đấy là... Khổ ừ, anh cục cưng. Nào Vũ đâu? Bisu đâu? Bisu đâu rồi? Ơ chết, đặt mời lại tao cái tao bị bay ra rồi. Bis đi anh em, còn đợi gì nữa? Bis đi còn gì nữa? Đặt loa trong game đi. Anh ngu VCL. Úi dồi ôi. Ngu VCL mà đầu tốt một này. Nói chung là đội hình này, đội hình anh cũng đã nghiên cứu sau khi chơi Rock Lab khoảng 300 trận. Nói thật. Còn mới ra được cái đội hình là như này. Còn bố con Bisu đây rồi. Đầm ơn vũ đổi nick đi. Thế đéo nào. Lập cái nick mới cũng chơi được mà. Cho vũ nick mới đi. Vũ là nick Bisu còn Duy Từng là tiểu Bisu. Thế đéo ra lại thành bố con. Mẹ vũ. Thôi. Thôi trận này chơi chơi chiến thuật khác nhỉ, nhưng chơi đội hình kia thì các bạn làm gì có hy vọng. Chắc đội hình của anh phế vãi trưởng nhá. Vâng, đội hình anh phế mẹ. Tao mà nốt cái thằng mẹ Gna lên level 2 ấy thì tao nói thật luôn, tao chấp đéo tao đánh được đội hình này luôn. À không, băng tộc, trừ khi chơi băng tộc. Anh gặp phù thủy thở cái chết cụ luôn rồi. Phù thủy nào thở chết?
Rồng mẹ, mẹ miễn nhiễm sát thương với mẹ phù thủy đấy. Chỉ có hai con thôi, đấy phải cắn đội đâu. Duy Tùng là đội hình phù thủy à? Duy Tùng rất là hay chơi con rồng để thở ra, thở tim. Đấy, mẹ thảm nào. Lần nào em thấy top 1 nó cũng có con rồng đấy. Yeah. Đạt ốc thì lúc nào cũng assassin. Đạt ốc thì bây giờ cũng chán assassin rồi vì về sau nó yếu. Mà nhân phẩm đéo cao đéo đủ tim là ăn cướp. Không, chắc chắn đủ tim assassin, đánh nó chắc chắn đủ mà nó lết nó không đánh được thôi. Lết Ari của rồi. Anh kìa. Úi giời, ngay vào mặt gì? Luôn. Tao trận này anh có chơi chiến thuật kia đâu mà Ari. Thế à? Anh chiến thuật khác rồi. Trận vừa rồi nhân phẩm thấp kém, đéo có đồ, đéo thì ông Dũng mẹ một tơn đầu ra 4 đồ, mình ra một cái giáp lưới ạ, đít mẹ, trong khi đánh kiếm khách, lột tà. Được cái nhận ra, hai anh em nhận ra nhau được, đúng cục là con thịt thật ghẻ. Các bạn thì toàn con chó chiếc cấp 3, cấp 4, đẹp phải luôn. Ôi, sang nhà nào xem ấy. Đánh cái đấy. Tao có nhớ lấy tướng đâu, trận vừa rồi nhau có tướng cần, tao có lấy tướng đâu. Thế nữa cơ à? Thì cho thích lấy cái gì nó ra. Trận trước mình còn vô định đến thì vòng thứ 3, 4 bắt đầu mình chọn được đội hình chơi. Để đói. Ái chà chà. Quý tộc à. Đạt đã cheat 2 rồi, ghê thật. Cái gì? Đạt đã 2 rồi á? Ờ. Ai à? Cheat Tana 2 rồi kìa. Mẹ cheat Tana, con này tuổi gì? Thật con này vẹo gì? Gậy quá khổ rồi, sao rồi kiếm thêm cái cung. Đéo cần luôn. Đéo cần cung. Con này bán mẹ luôn. Quỳnh nhỉ. Mẹ cùng vào thì mới có mẹ cuồng dao mà bắn. Nó đội hình này nhân phẩm này cao lắm đấy này. Trận vừa rồi nhân phẩm cao ở trận này dễ ăn cứt. Đừng gắn đồ ôi vào sớm anh ơi, gắn đi. Chắc chắn đạo là sau này chỉ có vào cộng cho con đấy. Xem vũ tình hình nào nào. Misu. Ờ thì đéo gì đây, đội hình gì đây? Hộ vệ xạ thủ với lại à hộ vệ với hai xạ thủ. Ấy là. Vũ là con chó à? Có cả quân sư thời đại. Vũ là con chó à? Đâu con linh thú. Ubisu ZZ thì kìa. Sợ núp mẹ đéo hiểu, núp ở dưới cái chỗ đấy nhìn thì đéo được. Đạt đẹp trai thì là cũng xạ thủ, thì đéo ra bọn này hẹn nhau chơi xạ thủ à? Mai Linh Zuto. Mùa hộ. À lại quý tộc à? Thôi thế này thì quý tộc với lại hiệp sĩ à? Rồi. Ồ, khiếp cái thằng 0204, 2016 gì. Nhìn nó kìa. Thằng nào? Nhìn mà kìa, không có cái gì đâu. Hai thằng 2 rồi, đánh nó tơn đầu tiên thì hơi mệt. Ôi, lại gặp Đạt đẹp trai. Ê, Vũ à? Đi, dệ, nó cho cái thằng bờ rau vào ngay lúc đầu bẩn. Nếu mà chứ cái thằng chơi lá chắn hèn mặt. Ê, dệ, cái thằng kia khỏe thế. Chitana chỉ có đồ à, thì chỉ có gãi chim thôi. Hình, thì con Chitana lại dí mặt cặc vào lưỡi giáo của anh Darius. Thâu mẹ luôn. Cố lừa là đi chợ rồi. Tiểu Bisu tình hình nào? Iri phù thủy xạ thủ. Sao bọn này toàn chơi xạ thủ nhỉ? Đéo hiểu lắm. Con đang đi chơi cái đấy thôi anh. Ra thì chơi đấy thôi, chứ biết sao được. Thì mình yêu bảo sao thì tìm mãi chả thấy xạ thủ thì vứt mẹ đi thôi. Vứt đường vứt bộ anh ơi, từ từ. Biết em đâu vứt.
từ nãy giờ em vạo qua dòng thì mới đầu nó mới chỉ có tanh thôi này, làm gì đã có thằng xạ thủ nào đâu. Có mỗi đạt có chít 2, còn mọi người đã có ai có con xạ thủ nào đâu. Thế mà ông Dũng kêu cái đéo gì cũng xạ thủ. Thì ba chúng mày toàn xạ thủ còn gì. Anh phải nhìn chứ, anh phải xem chúng nó build đồ, build tướng ở cái cục vàng vàng ở bên chat ấy kìa. Quân sư cục vàng vàng gì? Có nghĩa cái phần chat ấy, có cái chữ hiện chữ vàng vàng ấy là tất cả những tướng nó đã lên được 2, nó thông báo đấy, lên 2 lên 3 đấy. Vấn đề là anh đéo chơi lôn bao giờ nên anh nhìn tên là anh đéo nhìn người là anh đéo nhận được là con gì. Đời anh nó cô liêu, bây giờ là anh phải vừa nhìn tên phải vừa nhìn cái người đó. Thì anh mới... anh là tâm cảm. Chào ghép tiếp chung. Bye. Gớm chết. Cho một trận để làm cái gì, chưa chi đã... Trận này nhân phẩm phải yếu rồi. Đéo thấy lộ diện con nào. Đạt à? Chào tiểu Bisu. Ghê vậy. Hai phù thủy, hai xạ thủ. Yếu quá. Ba, bốn con hai luôn ạ, đúng là nhân phẩm. Nát quá. Meta. Bạn toàn 4 con 2 ạ. Câu bò mái đái vậy. Nhân phẩm tốt thật. Rồi, thế các bạn lấy hết đi. Mình lấy sau các bạn ạ. Thậm chí còn đéo có con để mà lấy mới nhục chứ. Anh ơi, mấy turn đầu tiên thì anh ưu tiên lấy đồ đi. Còn tầm khoảng những turn sau thì anh hãy lấy tướng. Vâng, anh cũng biết thế. Vấn đề là anh còn đéo có đấy vậy. Đồ chúng nó còn lấy mẹ mất cái đồ anh cần lấy. Đời anh cô liêu. Thế thì sao bây giờ? Chết. Giọt nước kìa, không ai lấy à? Nước lấy gì? Giọt nước mất cái em chìm sâu rồi. Tìm về nơi đâu? Cái gì đấy? Vũ lấy cái con gì đấy? Ma à? Đâu Di Tùng lấy ma à? Ma gì á? Tụ bão thì nước non gì? Sao? Vũ có gì mà tự nhiên là ứ cái gì đấy? Lỗi tí. Đéo hiểu lắm với đội hình của Đạt, mẹ yếu lắm. À, hay. Thắng kìa. Hồ. Vũ thì đéo nào còn bị đội hình Đạt thừa giết. Sai tí thôi. Mua virus. Úi dồi. Anh em muốn lên cung thủ gì mà tôi không build cho cái đường đấy lắm. Anh em thích thì tôi chiều anh em. Build cung thủ là không nên. Đội hình này build cung thủ không giải quyết được vấn đề gì. Vậy này should fear me. Điểm lắm nhỉ. Điểm xa nhỉ. Quickly now. Tốt. Đéo kịp thay. Duy Tùng kinh quá nhở. Phù thủy hoang dã ma khỏe đấy. Mẹ con Ly Lê khỏe đấy nhở. Nó hóa hình
Thì thua thằng Thịnh chăn bò rồi. Đéo hiểu thua. Thua cả anh chăn bò. Swiftly now. Always bring bro. Đấy là sao anh em cứ lại chơi trò này mà em cứ nhìn được mấy con level cao là cứ cuống đấy. Mua kìa, mua kìa, mua kìa. Chơi mà như thế thì suốt đời chỉ có nông dân ra... cho chúng nó coi như là hiếp thôi anh em ạ. Đéo được đâu. Trời ơi, chẳng ra một cái đồ gì kìa. Mẹ cái tôn đá này nhá. Anh ra hai đồ Linh ạ, nhẹ nhàng. Thắng được mỗi thằng Thịnh chăn bò. Đéo thắng được ai, đá còn thua. Đội hình Vũ mày xem đội hình gì đấy? Đa dạng sinh học. Theo hiểu đội hình gì này? Đố biết đấy. Mày Mai Linh Zuto vẫn chăm máu, phải đái vậy. Đua nhau à? I'll sleep when they're dead. Vay ne kìa khổ. Vay ne build level 3 nó không giải quyết vấn đề gì. Tôi không có build vay ne. Yếu bỏ mẹ. Cái con vay ne level 3 là cái con vậy. Vá vẩn. Trong này không phải là anh em cứ nhìn thấy ghép được cho nó lên level nữa cắm đầu cắm mũi vào mua được nhá. Phải bình tĩnh. Em chúng ta có cần phải mua, có nên mua hay không? Nhưng lại cứ cắm đầu. Ôi mẹ gần nó hóa hình rồi. Đi ra vừa xong vừa mẹ vừa gần mày đấy vậy. Không có đồ buồn quá. Nó có 3 hóa hình rồi, thằng Thịnh bò nó có 3 hóa hình nhá, tao bật báo trước cho chúng mày biết nhá. Hóa hình nó Thịnh bò nó có 3 hóa hình cùng một lúc nó hóa vãi cả đài luôn. Nhưng mà nó yếu, nó à thì đương nhiên. Nó mà gặp em cho nó hóa cả ngày. Yeah. Cho nó hóa cả ngày cả. Kinh vậy. Để xem nó ra con gì á anh em ạ. Nó phải cho nhau gặp nhau ấy nhở. Chưa gặp thế gặp anh Dũng bao giờ. Gặp đấy rồi. Nào có một trận. Gặp rồi. Đạt đẹp trai đang... Đạt là nhện à? Hay là xạ thủ đấy? Xạ thủ. Xạ thủ. Xạ thủ à? Đạt đẹp trai đang dốc lè ạ. Đạt chơi dốc lè á? Mày luôn. Dốc lè thì đâu anh được đâu. Là Poppy 2 với lại là mấy con Lulu liếc đấy à? Nói chung anh là... Anh nhận xa đẻ của đội hình đấy anh không nhớ à? Chơi dốc lè thì cũng được. Nhưng mà... Cha đẻ đội hình đấy mà không nhớ. Thế thôi em cứ phá phần. Vẫn vỡ. Có nên cho con này vào không nhỉ? Con này. Mẹ đéo kịp thay rồi. Ôi thằng Thịnh bò này khỏe phết nhờ. Kinh đấy, thằng Thịnh bò ghê đấy anh em ạ. Có ý chí đấy, có đi mẹ. Bốn hóa hình à? Màu sắc đấy. Nó bốn hóa hình mà. Tính nữa lên nó cả con rồng bây giờ. Sắp quạch rồi, phải khó thế. Vũ.
hiểu. Thế đéo nào tôi còn thiếu một tướng mà còn vậy mà vẫn đánh được thằng này ạ. Đéo hiểu. Nào cơ. Thích bò đang mạnh lên ừ. Thích bò. Bò đang mạnh lên. Bọ thình thích bò bọ thình. Kìa, con này con của đàn ốc này. Con này con là đàn ốc này. Đạt. Được, cứ lấy con này đi. Đạt. Anh xin phép nhá. Đấy, cứ lấy con này đi nhá. Của em hết. Thiểu tôi á. Thả tao ra. Cái con kiếm khách của em đúng không? Lì lại đạt được đấy. Đạt được đấy. Được rồi. Bỏ con này cho làm xong. Nhớ được ra được bỏ mẹ luôn. Vũ à? Đạt à? À, kinh đấy, có cố gắng. Thôi em thấy anh đi một đoạn. Duy Tùng giờ kinh vậy? Đội hình phù thủy sát thủ à? Kinh đấy. Khá quá nhỉ. Phù thủy sát thủ. Chán quá, này ai làm cho em mất tí máu đi. Mẹ thì đéo là con Linh nãy giờ nó vẫn đéo mất máu nào đéo nhỉ. Nhân phẩm nó cao quá. Phải quá. Ron cứ ra tướng liên tục thì cụ thằng là chịu được. Quá. Duy Tùng chơi Bisu hay là tiểu Bisu vậy chị á? Duy Tùng chơi tiểu Bisu. Không có chơi Bisu anh em ạ. Đạt à? Đạt à? Đạt à em? Đạt à em? Sao anh lên level 6 rồi? Anh lên level sớm lớp gì đấy? Anh mất nhiều điểm quá rồi lên level sớm. Tao cũng level 6 mà. Mà tao có làm ai gì đâu. Ai level 6 hết rồi mà. Thì đéo là Đạt vẫn level 5. Nó thì... Ôi giời. Đạt. Yêu quá. Không đổ. Thằng quân dư tời đại nó mạnh rồi. Quá. Khốn nạn thân tôi. I was forged by winter. Yes, bao nhiêu nhân phẩm bay hết rồi. Mẹ con Linh nó nhỉ. À. Linh là ba quý tộc, ba kiếm khách à? Ba quý tộc, ba kiếm khách, hai hiệp sĩ, hai đế chế, một nhân giả. This shit. Ui khiếp, đồ bay mẹ kinh vậy. Em có ra tơn đầu, em có ra đồ gì đâu. Ui, ít vậy em giết cái tơn này ra đến 6 cái đồ ạ, vãi còn. Cái gì? Giết cái tơn đi mà mua 6 đồ ạ. Làm ở đây. Điều thể hiểu nổi luôn. Sẻng lắm, con nào giờ? Sẻng để đấy, đợi hai sẻng thì gì. Nhân phẩm kém quá. Đéo hy vọng gì cái trận này rồi. Tiểu Bisu đã lên 2 rồi kìa. Kinh phết nhỉ.
Tiểu Bisu là Duy Tùng sát thủ. Đi, Tiểu Bisu đi ăn kẹt á. Duy Tùng bị nó hiếp cho mẹ khổ. Đâu, em hiếp nó mà. À, Vũ bị hiếp à? Đi, họ ở đây đội hình Vũ à? Đi, đi tảm đào. Anh quay về nhà anh đi để xem em hiếp anh này. Có đi mẹ. Chẳng qua là tao chưa đủ đội hình thôi. Ok, ok. Thế nào, ông Dũng đi lốt rồi à? Ai đi? Chưa. Còn lâu. Nhiều máu lắm. 51 máu à? Không được. Chơi ngu đổ tại nhân phẩm. Thấy ra kinh quá nhỉ. Anh không biết tích tiền để lấy lợi tức. Đó. Tích tiền thì sẽ đéo rôn được tướng. Đơn giản vậy thôi mà. Lấy cho nó khỏe lên, vẫn 100 máu kìa. Trời em khỏe lắm. Ôi Tiểu Bisu ghê gớm phết thế này làm gì. Ui. Đạt kinh vậy. Mẹ đội hình dốc lê của nó mẹ gớm đấy chứ. Khá đấy. Cũng có cố gắng đấy. Kinh. Mẹ giết ngay con Lulu đi để nó mẹ bố não bố nếu. Anh Dũng à. Đi. Con chó mẹ Chitana nó kinh quá. Thắng thì thắng rồi. Đen. Thôi cho anh thắng một phát làm cái gì. Lúc đầu tích lên 50 rồi thích RAM bao nhiêu trả được. Ok ok, chiến thuật hay đấy. Tích lên 50 xong rồi mới xong RAM để... Xong để game sau chơi đúng không? À để game sau. Game sau rốn, đéo gì. Dễ. Ờ đúng rồi, con game này nó mới có tính năng mới mà. Khi mà chúng ta tích tiền trận trước ấy, là số tiền sẽ được cộng vào trận sau. Ví dụ như là nếu mà anh em mà tích được 50 tiền thì trận sau anh em có sẵn 50 tiền trong tài khoản luôn. Lúc đấy chúng ta thích rôn thì chúng ta rôn. Lật bản update mới ra ngày hôm nay xong. Cái con linh nó mạnh quá. Nó búp giáp VCL. Thích bò à? Quá thú, kinh biết chưa? Thích bò này bây giờ như nào rồi? Mày vẫn trung thành với hóa hình à? Bò. Bò. Trời ơi, cầm nguyên một đồ kìa. Trời ơi. Anh em có nhìn thấy không? Nhìn thấy cái gì? Có. Thằng thịt bò nó lấy bây giờ. Nó nhiều rồi. Thế anh lấy hộ cho. Trời ơi. Không đến lượt đờ ven của em đâu. Yên tâm. Ôi anh em ơi, tôi to quá. 100 máu phải làm nào. Ôi. Ôi. Ôi ma. Tại sao không thằng nào vào giết được con linh là thế nào? Nó khỏe quá. Chúng bay về đi, xem nào chứ. Nhưng phải nó ghê quá anh ạ, không chơi được. Này thì cho vào được cái con đéo nào vào làm đéo gì thì sẽ mua tạm vậy chứ. Ơ? À, quên mất là Vũ đi mất rồi à? Ờ. Vũ chết quá. Lâu rồi. Ừ, đi từ từ. Thật rồi, phải quanh ơi. Hay quá, cũng cố như thế. Nên như vậy. Nên như vậy, ơ. Please, đã thắng mẹ Duy Tùng à? Tôi chết rồi, mình nó xuống bà. Rồi. Nó ba đồ vẫn cất đấy nhỉ? Ô liêu. Đừng để anh chết trước thế các em ơi. Ơ Dũng thua thằng, à, thằng mẹ 9 điểm ạ. Gà vậy. Thì mẹ nó khỏe.
Chó bao. Ôi Mai Linh à, thôi Mai Linh ơi em ơi. Em ơi. Xin em đấy. Đạt tình nào rồi? Cố gắng cầu máu của Linh đi. Cầu máu của Linh đi đạt. Đúng rồi. Ôi Chitana hai cung. Một coi như là cuồng đao. Đúng rồi, đạt hay lắm. Đạt thắng rồi. Con Linh nhà đạt hay lắm. Được đấy. Nhìn đồ của Chitana kìa. Linh chỉ công, à. Chỉ có cộng 2 thôi mà. Qua mất Linh rồi. À. Trận chiến của tiểu Bisu ghép tiếp chưng vào Mai Linh Zuto à? À. Anh em ạ, cái trận này tôi phải lên một con thì mới thắng được. Đạt hiện tại đang có 5 Zhog Le. À, 3 phù thủy. Năm Zhog Le và 3 phù thủy. Kinh quá nhỉ, nó build cho con Chitana gớm nhỉ. Chitana này mà lên trên bậc kia. Đã còn thiếu 2 con nữa là Chitana nó vệ bá đạo đấy. Thôi này thì cái turn tới khi là cứ xem là có Chitana không thì dình thì thôi nấy thôi nhỉ. À không, thằng nào đang nó đang đợi Gna nhá. Một là cái vòng roll tới là một là Chitana và hai là Gna. Tập trung vào. Tao ra trước. Không phải là ra xua. Có Gna đây mình có nên mua luôn Gna để đạt đéo cơ hội lấy được Gna không nhỉ? Đệt. Đành vậy chứ biết sao? Làm nào được? Sát thủ à? Mẹ ơi, rồng nhổ chết cả binh đoàn rồi. Đệt. Ui, yes. Duy Tùng vẫn thua. Không hai đê, thằng 9 điểm khỏe quá. Đấy nó mẹ cung đồ rồi. À, còn 2 slot nữa anh em ạ. Lucian. Ờ nhỉ, tôi thiếu một slot nhỉ. Đây đây đây, cho vào đây. Cho này cho Đạt nhìn cho thèm. Đạt gặp team tôi sẽ biết thế nào là Tram. Tram thường. Đạt à? Có nhìn thấy con gì ở góc máy không? Con nó bé lắm. Người nó rất là nhỏ gọn thế thôi. Không có gì là to tát cả Đạt ạ. Nó rất nhỏ. Con mẹ con Chitana nó bắn mẹ khỏe quá. Vãi cả lìn ạ. Kinh thật đấy. Bây giờ là cuộc đấu chiến đấu của mẹ bố anh em nhà mình. Em đã dọn đường hết rồi. Em đã dọn đường hết. Em rất là không 9-2 rồi à? Ờ 2 rồi. Tốt lắm. Bà Linh làm rất tốt. Chúng mày thấy Gna cứ mua luôn cho anh. Là Đạt toàn cứt. Mẹ Đạt chỉ cần mẹ 1 cheat nữa là mẹ nó lên 3 rồi nhá. Cheat tầm này không ra đâu. Đến level này rồi cheat level 1 ra thì đâu nữa. Đạt có mà quay đến mẹ sang 5. Dạ. Không bao giờ ra luôn. Vẫn có 10%. Hết đéo đâu. Không ra Leona với lại gì. Ai gì Duy Tùng à? Hello Đạt anh. À. Hello Đạt. Dòng à. Đi con Linh nó khỏe quá. Chết tôi rồi. Ui nó cũng mạnh mà. Em vẫn phải giết nó. Ok. Đi rồi Đạt ăn kẹt. Ném từng người một. Này.
Đi đạt. May quá còn 4 điểm vẫn kịp. Anh chết rồi. Đi anh đi rồi, chỉ còn trông đợi vào các em thôi. Đấy các bạn, cái vòng này thấy cây lê với cả Leona. Con mẹ nó. Cây lê à? Tao chết rồi thì còn cây lê luôn đi nữa, đạt điên à? Tao chết rồi, cay cái gì nữa? Thì em cứ nhặt em dùng chứ cứ việc gì. Nào bây giờ lấy cái gì bây giờ? Đạt 4 máu, cố lên em. Duy Tùng thế nào rồi? Em yếu phải là cứt anh ạ. Phù thủy, á Duy Tùng cũng mẹ 4 phù thủy thôi, em đéo gì? 6 anh ơi. 6 phù thủy á? Vâng. À, 6 phù thủy mà thì đéo lại thua được. Đây rồi, em ra được hàng anh ạ. Nó lên rồng rồi nha. Rồng của nó lên đại bác, bắn đéo rồi trượt nha. Thôi đạt xong rồi. Hỏi thằng nào cưỡng ở tôi đi. Đi sẽ khó quá. Đạt ốc à? Ủa, đâu, ốc em à? Gặp Linh. Mai Linh. Anh gặp bóng của em à? Bóng của em này. Đánh chết rồi, mình bị giật chết rồi. Đam chính của mình bị giật chết rồi. Linh ơi. Linh à. Hay lắm. Em vẫn còn 50 tiền đi kìa. Ôi mẹ, nó nhiều tiền quá mẹ. Nhân phẩm anh, cao. Anh hơi khát nước tí thôi. Tầm này chỉ có mỗi Đạt hy vọng bạn Đạt với không hy vọng Duy Tùng thôi. Duy Tùng rồng. Đã Đạt có Grenade rồi kìa. Đâu? Mỗi tội vẫn đều có chip. À cuối cùng cũng lấy Grenade, chắc lại tao vừa chết. Con Grenade nó giả ra Đạt lôi được, khổ. Bán con cây le đi, lấy cái kia cộng cho con sát thủ. Con đã cầm cái kiếm cái kia để lấy cuồng đao khăn xô. Đạt cứ giữ cái con cây le để cầm. Thở cho biết nhá. Ghê quá. Thở cho biết nhá. Linh thua ngược 50 xèng này. Đạt xong rồi. Hay. Giàu mà. Tôn tiền đã. Ôi địt mẹ, rau này mình chết đây này. Thôi xong rồi, nó lên được chiếc tay đang level 3 rồi. Đạt lên chiếc tay đang level 3 rồi. Hay lắm. Để quan tâm. Không thúc. Không, cần vấn đề là chiếc tay của nó có đến 3 ấy. Sao Đạt lại cộng cho con Poppy cái đòn đánh tỷ lệ giải giới làm đéo gì? Đéo có đồ gì khác. Đéo hiểu. Đạt tiểu bi sư. Giải giới là giải gì? Giải giới là đánh như kiểu bị Sơn Tùng chết với nhục. Duy Tùng thua rồng. Đây con không thắng rồng, con này không thắng rồng. Pháp sư yếu. Rồng nó kháng tất cả phép, không đánh được. Hình như bản cập nhật mới là nó sẽ cho rồng không còn kháng phép đâu đấy. Con rồng đấy. Thế mới đúng, vô lý của mẹ. Mai Linh đang cố gắng có sự chỉnh sửa. May quá. Cặp bóng của Mai Linh. Gặp đội hình. Thì thua bóng có bị trừ điểm không? Không. Có. Thua bóng thì có, nhưng mà nếu mà mình là bóng thì mình không mất. Đúng không? Cái lượt mà mình đánh với bóng xong thì xong rồi, xong rồi. Đi nhá. Thở em ơi. Duy Tùng. Thì mẹ Duy Tùng nó thở đúng lúc luôn. Nó hà hơi thổi ngạt cho cái Linh mẹ. Ổn rồi. Em chỉ cần thở thôi. Nó ngồi không nó thở Linh cũng chết. Đéo hiểu luôn. Linh lấy luôn Blitz đi. Trước khi kịp. Kéo con rồng ra. Đạt lại xui dại Linh à.
Sao anh phải lo lắng thế? Em kéo con nào của anh thôi, cứ đánh với Mai Linh thì em đánh bóng là được rồi. Thôi, mình vẫn còn nhiều tiền, à mình vẫn còn nhiều điểm. Nốt. Nhiều thì cũng nhanh rồi, đây rồi. Su rồi. Đạt à. Đạt à. Đạt à. Thở, anh thở. Đá vào tường thở. Đi mà thở cho mắt nhắn chết con mẹ hết. Ai cả chút ạ. Tôi này như là hồi mana nhanh đúng không? Sao là có hất tung nhanh vậy? Đúng rồi, mana nhanh. Đi con mẹ. Nó sáu phù thủy nó chả hồi mana nhanh. À rồi. Mày có vẫn trên đồng dung phó vàng. Đi con mẹ. Treo nửa ngày rồi, cất. Cuộc đấu cuối cùng chỉ còn Misu với Mai Linh. Vâng, Duy Tùng và Mai Linh. Mai Linh khỏe quá. Mày nó 9 rồi anh em ơi, tôi có 8 thôi, khó quá. Nó tích 50 sèng mà, nó còn lên nữa, khéo lên 10 ấy, cái tầm này mẹ. Con thua anh ạ, con thua đâu. Lấy thịt đè người này. Đá nó mồm thở nó ulti các kiểu đi anh em ơi. Đấy đúng rồi, thở mồm nó tiếp. Linh đéo cách khắc chế. Thở tiếp. Linh đúng kiểu nhìn thấy thua nhưng đéo làm gì được. Mờ lít đi. Bây giờ chỉ có chuyển sang băng tộc thôi. Băng nó lại thôi chứ còn. Con mẹ này còn gà thốt này. Lấy Linh, lấy đi Linh. Thôi kéo cần. Anh lấy vậy. Đi cần. Khổ, không Linh đang nuôi đang nuôi Yasuo à? Khó quá. Yeah, một pha Yasuo. Kèo khó. Anh hả, Yasuo 2. Nó lên Yasuo 2 rồi. Đổi hết chiều lại. Đổi hết chiều lại Mai Linh ơi. Em đánh như nào em cũng vẫn như thế thôi, nó vẫn dàn ra như thế em, đội hình toàn tay ngắn mà. Em có hiểu không? Khổ. Có hy vọng về pha lốc thần thánh của đấng. Ôi mình roll hết rồi, phải đéo ra gì cả. Cộng level lên đừng có roll. Tầm này mày roll là để mày lấy cái gì? Không đủ tiền, không đủ tiền. Ờ, trận đấu à. Dòng thổi đi kìa. Này nó thổi này. Nó thổi. Đi. Đi, sao tôi còn đang nó dậy đúng lúc quá. Anh Yasuo đi. Đến mẹ đúng nhỉ? Đúng cái chiều vãi lộn ấy. Thì đéo mẹ. Hiểu luôn. Ôi giời ơi. Đi dòng nó còn lên nữa chứ. Ôi giời ơi. Đến hai dòng. Giờ này thì Blitz cũng đéo kéo được nữa rồi. Kéo con nọ còn con ôi kia. Ôi giời ơi, dòng ba anh em ơi. Tầm này mà lại rung. Chưa, phải hai con nữa. Có hai con nữa. Nhưng mà tỷ lệ này nó ra cao mà. Tầm này tỷ lệ ra cao rồi. Dòng 16 tiền á? Dòng 6 tiền. Dòng 4 tiền chứ. Thôi thế này thì... Một tí hấp thở đây, đúng rồi. Ôi thở chưa tới. Thở tiếp, đúng rồi. Ấy, gì đấy? Ờ đi, ơ kìa. Đi Tùng. Ây, cầu gì thay tay ở đây. Ôi dòng gặp tuổi rồi. Duy Tùng lại còn gặp dòng chứ. Duy Tùng qua được dòng không đây? Duy Tùng lại chết với dòng thì đúng là mẹ. Không, đủ điểm con dòng. Con dòng kia của mày phải cho vào trong đi Tùng ạ. Con dòng thứ hai của mày mày để ngoài. Bị thằng Yasuo bên Linh nó sang nó... Nó sờ cu. Sờ cu bi đu à? Duy Tùng cũng hết lực hết tiền rồi. Hết lực rồi. Thôi đến tầm này thì trông đợi cũng cạn. Nhà nó cạn vốn rồi, không cạn lực rồi. Hết được hết cái rồi. Uầy, ôi con dòng thở anh. Giáo con đổi một hy vọng. Trừ bao điểm đây. À, đéo chết. 4 điểm ạ. Mày lấy cái quả cho nó. Thở Linh đi, đồng ơi, Linh thở Linh đi, đúng rồi, dòng ơi thở đi. Dòng ơi thở chết Linh này. Ồ, con Linh chết kìa, chết cái dòng kìa. Thở chết Linh đi em ơi. 4 điểm. À, 3 điểm à. Ma máu. Mỗi bên còn. Thực ra bên nào thua là bên nào thua ấy chết luôn này. Đéo. Mai Linh thì không còn được sai rồi. Chắc chắn là bên nào thắng là bên đấy ăn mà. Misu thì vẫn còn cơ hội.
Thế mà còn một nó con. Cướp, nó chỉ cần 3 con tướng thôi nó bắn là chết rồi. 2 con là chết rồi. 2 con mà nó 3 sao là nổ tung mẹ mày giải. Duy Tùng bán con rồng đi mà lấy máy, bán con rồng đi lấy máy. Bán con rồng đi lấy máy. Được em bán rồi anh ơi. Bán đi mà lấy máy. Quý tộc hiệp sĩ đấy, mua hiệp sĩ về cho nó may mắn. Đấy rồi, bán đi lấy máy. Ở anh em ơi. Đấy người ta gọi là phóng sinh. Rồi, thở đi, thở nhiều vào, thở đi, thở mạnh vào, đúng rồi, thở đi, tiếp tục thở cho tao, thở đi, thở. Anh em mở giải thôi, mỗi người. Đéo ai, đéo ai bênh mình thì vậy thi nhau. Thi nhau thở. Cái tập này ngày sớm thở ai đánh ra. Ai đánh em đi không em 100 máu. Ai đánh em đi không em 100 máu thế này. Thật thở ngay. May là mình là người khởi đầu phong trào sắp tao đấy. Ma nó đèn. Không biết thế không nên lên thằng phép từ đầu. Đi thằng phép là con Draven. Đang có anh em chê em xếp Draven ngu VL kìa. Xem lại xem nào nha. Xếp thế là không được đâu đây. Nó chê cũng là đúng thôi anh ạ. Mới chưa. Lâu thế. Mẹ đặt mới đi. Trong trận thì mời thế là các con. Thằng đặt mời đi. Phải thoát à. Tít mẹ. Đéo hiểu. Đạt ơi mời đi đã. Đây đây. Đã thấy nghe ngon đâu. Chưa thấy nghe ngon. Đặt đi con mẹ rồi. Đặt đi con đách rồi. Đâu đạt dẫn đây mà. Sao tao lại thấy có cả thanh niên vét theo xoáy ca mời gì đéo nào. Mẹ. Anh đạt vẫn đây thấy. Không thấy anh đạt mời tao. Đấy chờ tí. Ông Dũng kết bạn đi mời nó mới nhanh được. Kết bạn nào. Ông Dũng kết bạn đi. Có biết kết bạn mày thế nào đâu. Đấy chấp nhận đi, vừa lời mời đấy chấp nhận đi. Tiểu Bi Su trong trận mời nó được. Anh thoát đấy. Anh tắt rồi mà. Anh tắt rồi mà. Anh không anh, thấy. Anh bị lỗi rồi, anh vẫn trong trận này này. Thế anh lại quyết ra ngoài anh vào lại từ đầu vậy. Ờ quyết đi. Vu đâu. Mời tao chưa thấy ai cả. Thế thì cũng tắt Claire này bật lại đây. Tắt à. Ừ. Mình đánh hay quá chúng nó mẹ. Công nhận là con Mai Linh nó nói đúng nhỉ. Trước trận là cứ thấy top 1 là có rồng. Đúng là thằng lòng. Bisu chỉ top 1 được khi mà có rồng thôi. Lại bịp. Chẳng qua em chưa thấy Bisu đánh một team khác nào được top 1 mà không có con rồng. Thôi anh à. Hiểu không? Mới lại đi sao nào, có thấy không? Đội hình tủ có nói nó thế. Đéo thấy Vũ luôn. Mời giỏi không? Mời Duy Tùng đấy. Mời Duy Tùng đấy. Còn có cả anh em xem bọn không đang mời. Đây em thấy tiểu Bisu rồi này, nhưng mà không thấy Bisu đâu. Đây là Bisu ZZ đây rồi. Thiết nghĩ ôn sở ta nên mời ông Dũng chơi lôn chết. Mời cả team bọn tôi luôn đi chứ. Mời riêng tôi là thế nào. Đéo nào top 1 không được mời lại ông Dũng được mời. Bịp à. Anh Dũng kết bạn đi để có gì mời cho nó dễ. Kết bạn thế nào. Anh ấn vào cái dấu cộng của em ý. Ờ. Ấn vào dấu cộng em đây. Ấn vào dấu cộng ở trên này. Dấu cộng này à. Dấu cộng em ấy. Đấy mời dấu dễ đúng rồi. Uầy, đông vui quá nhỉ. Thôi tìm vào trận thôi. Nãy con rủ Namex nhưng mà nó bảo nó đi chơi đấy. Còn đáng lẽ cả Namex. Namex là chắc là giờ này là đang ngủ. Tối mới đi làm, đêm mới đi làm. Lồn dễ hiểu đêm nào trên công ty ạ. Nó đi chơi. Thôi em xin hứa trận này em sẽ không gặt giò anh nữa. Em có thấy anh này bỏ một con. Em có thấy một anh này bỏ một con ra anh Dũng ạ. Thế đéo nó gặp nhau ấy không mình bỏ. Biết mà tính đi. Làm lúc nó gặp hàng được hàng cùng lúc ấy. Giờ phải thêm survive thêm Nam X với lại thằng một đứa nữa là sẽ đủ team ấy nhỉ. Không có anh ạ. Nam X chưa bục cất được. Nam X chưa bục cất để được vào trận. Sao thằng đạt vào con mẹ trận luôn rồi đéo chờ Nam X. Sao cứ chửi. Nam X chờ hai trận. Cứ trận sau mời anh nhá. ok. Tiến tâm đi. Mẹ thua xong cay quá lại tìm trận tiếp. Cắt nước. Hôm qua anh Dũng ạ, anh hiểu nhá. Em thằng Phểu đạt cả Linh đánh. Bốn anh em bét con mẹ bảng từ hồi cuối. Bốn vị trí cuối mà bốn anh em mình đứng. Thì lúc đéo là cũng ấy luôn. Thôi anh em tranh nhau. Trận đầu đây top 1 rồi, trận 2 nữa thế rồi, thôi. Đây rồi. Lôn cái đây. Đánh
Thôi trận này chơi nghiêm túc thôi. Thôi ma vẩn chứ. Chưa kim tròn thôi, tùy vào số phận. Không, lúc ấy trận vừa rồi anh em mình hô thở đồng thanh phết đấy. Tịt mẹ combo, combo bác cả đái á. Hai con rồng nó thở cho mẹ. Hai con thở kinh mấy cứt. Nó thở cho Linh. Các bạn bảo bên Linh ít con level 3 đấy, hiểu sao toàn con level 2. Tiền thì nhiều cứ để cậu. Em không bên... Không phải anh ơi, bên em nó kiếm khách toàn con đắt tiền mà nó không hay ra. Đấy, chứng tỏ nhân phẩm nó vãi đái. Draven đã không thể lên 3 rồi. Kiếm khách lên 3 chỉ có con Fiora thôi mà con đấy vứt mẹ đi, đéo bao giờ ai chơi con đấy. Mấy cho vào đủ team, còn đéo đủ team ấy chứ. Con đấy thì cho vào đúng kiểu là thương hại, cho đủ chất rồi. Fiora yếu. À, mình phải mua lạng lách, đéo mua theo cái phong cách của mình, không bị mua. Đấy. Ấy chà chà. Đội hình của anh Đạt cũng khỏe nhưng mà Đen gặp tiểu Yisu. Đạt xấu dốc lên, không ăn thua, chỉ kết hợp có hai hệ thì không đánh được. Anh cũng chỉ thua mỗi người top 1 à. Cũng đâu có thua ai khác đâu. Quả đấy mà đánh đã bảo có Blitz trước khi tụi coi kéo ra đấm chết ngay. Đúng rồi, Blitz thì thắng được trận đấy. Mà Mai Linh trước hệ đéo rút ra. Không có Blitz đi chứ. Em tuôn tiền có Blitz đâu. Má ra hệ gì này. Trời ơi, không hiểu nó là cái hệ gì luôn. Cào đi. Xem nào, Vũ đang là hai quý tộc và một nhẫn giả. Khá bố đời. À, chơi quý tộc kiếm khách đấy. À, quý tộc kiếm khách à? Mình chả ra cái gì cả. Còn không ra đồ cơ. Tiểu Vi Su cho anh không chơi pháp sư nữa à? Đéo có đồ anh ạ, à, nhìn thấy đồ đéo ra một đồ à, gì. À không, luôn. Nó đã mua sẵn con Kasadin kia rồi. Đạt à? Chắc là nhân phẩm kém quá. Đạt sát thủ quý tộc pháp sư. Mua phải lẫn, không thể. Đúng rồi, không để đối phương đoán ra được mình lên cái gì đấy. Nguy hiểm lắm. Mất dạy lắm, trận trước mình bị kìm hãm gờ la không đến nỗi mà còn 4 điểm. Coi không. Trận trước Đạt nhìn thấy gờ la mà đâu như cắt. Gờ la thì đến la ở tôi thì mình... đến lúc tao chết con gờ la nó bay đi, Đạt bắt đầu mới mó được. Cô ai đấy? Đẹp dài không giỏi 25 à? Luôn. Ôi anh có một đội gì đấy? À đẹp dài học giỏi ạ. À đội hình súc vật khỏe quá. Đội hình súc vật là đội hình gì? Hóa hình đấy. Đây là em mua hộ anh với con Yale luôn. Anh Dũng cắn kinh vãi. Đội hình cá là chó chẳng súc vật. Đấy, đẹp biết Dũng đã đi Yale 2 rồi kìa. Ai đi Yale 2? Dũng đi Yale. Mua ông Dũng đi Yale đi, đang mua hộ ông Dũng thế này. Đấy, mua đi, con gì nữa. Ông ý cháp đấy. Thằng Vũ lại im tiếng nhỉ? Đồng bảng luôn ạ. À. Khỏe vãi lìn ạ. Chắc đang đọc skill. Đang đọc. Vũ thắng được cái thằng tao feeding thì chả thắng. Mẹ nó còn đặt cả nickname là tao feeding đi, cái không thắng thì thôi. Ô, có cả đẹp dai, đẹp dai vô học kìa. Thế đéo nào. À đẹp dai học giỏi. Đéo hiểu. Chó Vũ ạ, chó Vũ khỏe vãi lìn. Một trận có 8 người, có đến 2 người đẹp dai. Khá kinh. À giờ xin cờ dít thôi chứ biết giờ sao. Vũ khỏe quá, chịu rồi. Mà đéo có cả cộng 1 nào cả. À cộng 2 nào cả. Giết một bên đi. Này thì đẹp dai vô học đầy. Bây giờ cái đội hình như thế này mà lại thắng là như nào nhỉ. Đéo hiểu luôn đấy. Hồi đéo lấy đi là lê của Dũng nữa. Đèn với là... Ôi, mẹ Nidale mày lấy đi mày. Hơi con đấy nó mẹ gì lắm. À không lấy nữa thế là thôi anh lại xin. Oanh rất là quám ơn. Đạt vừa mới thải Nidale phát. Mẹ mày hai con Nidale cùng lên. May có Đạt thải. Thôi anh niếm lại tí.
Không ổn rồi. Em không có hai mảnh đây, Bisu, em có kêu ca gì đâu. Anh là không có mảnh gì cơ. Sát thủ cặc gì toàn cộng 1 này. Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ rồi. Đạt áp à, lại hỏng rồi. Vũ đang chơi cái đội hình đéo gì này. Hai kiếm khách, một hộ vệ, lại quý tộc. Đạt ơi, cố lên Đạt ơi, đừng thắng anh. Anh đừng thắng cố anh lên ơi. Đến anh cố thắng lên. Anh cố lên. Mày đừng khỏe quá. Chúa em, chúa của tôi khỏe. Trong khi đó đội hình của anh còn nhiều hai hơn em. Nhìn lại nào, em 4 con 2, anh có 2 con 2. Đâu, copy của em 1 mà. Đi, tiến ra 3 con 2. Ờ. Đéo khác là mấy? 4 con 2 thằng hàng 3 con 2, thế mà nó cũng lại kêu âm lên. Morgana xẻng là của tôi. Mà. Ờ thì Kha dích với BF là của em. Bây giờ anh em đi loạn trong ngày đấy, để lẫn. Đi là chó đạp. Lẫn nào. Thực ra đi vào đây anh Sư Tùng ơi. Vào đây đi cho lẫn vào. Trộn lẫn vào. Thiên Di Hăng Di vào. Thả tao ra. Kìa con cặc. Ý thì là nhầm. Mai Linh chạy này chơi băng nhá. Mình có nên mua con Nidalee này không nhỉ? Mua đi em có là anh lấy mất đấy. Thôi rồi anh lấy đi. Hôm nay là ngày của Nidalee của anh. Em đừng vớ vẩn. Tại cả trường bây giờ có một con cộng 2. Nhân phẩm tôi đi đâu hết rồi. Cái đéo nào bên dưới vẫn còn bố của cháu Bisu bên dưới mình. Hai game. Đéo yêu. Linh ơi, anh xin em giết anh đi. Đéo nào. Anh ơi, không giết được anh ạ. Khổ lắm. Em chết rồi. Mất chuỗi thua của mình rồi. Thành chuỗi thắng ngay Đạt ơi. Duy Tùng nó cố tình lấy chuỗi thua đấy. Thắng rồi chứ làm sao mà thua được nữa. Ôi giời ơi. Mẹ. Mẹ là cái ngày này là cái ngày gì, khổ thân tôi chứ lại. Khỏe quá cũng khóc à. Rồi, giờ đến chuỗi thua của Mai Linh Yuto rồi. Để xem đi dạo cái góc phường thì có ai đánh sát thủ không, để giả hộ Thảo với mấy con sát thủ nó về với lại nhà với bố nó, bố cháu đang rất ngóng các cháu về. Kinh nhờ, kẹp tiếp trung vẫn đang 100% kia. Kinh nhờ. Bà sao thì đỡ thì cặc còn được. Vừa mới 3 sao xong. Hôm nay là ngày của Nidalee. Nhưng mà con Nidalee 3 sao đều có đồ đéo ăn thua. Thua rồi. Ôi thằng tao phát định là còn A2-13 chắc cháu là lớp 1 rồi. Đâu thằng nào? À tao fitting ấy. Cái tên tên hiệu của nó là A23 đấy, tên là tên tag tag name đấy. Ồ. Chắc cháu lớp 1 nào rồi. Khổ cháu. Ơi giời ơi. Sao? Đồ hình mắc bêu đấy. Đã nghèo rồi không ra đồ. Trời ơi, ta có hai mảnh thôi đấy mày ạ. À. Mày thương tình cho ta ra đồ cái coi. Chơi phù thủy không mua Cassandra à. Trận này rất nhớ tôi không chơi phù thủy anh em ạ. Cái con kiếm khách của em. Cái đéo đập đẹp dai học giỏi thoát rồi kìa. Khổ. Đẹp dai học giỏi kìa, thoát rồi. Chắc là một bầu trời không thể chung hai thằng đẹp dai được. Không ra một cái đồ nào luôn ý. Tao thì chắc là ra đồ đấy. Anh ở không qua đá thế này. Điều. Ôi,
ông Dũng bắt đầu bảng á, lại phải lại cần đặt bóc gem rồi à? Ôi đội hình xúc sinh khỏe vãi cứt ra. Thôi rồi, lượm ơi, thôi thôi. Này đánh vậy chứ trước sao giờ. Ok, thằng Đạt đẹp ra học giỏi vẫn chưa thoát kìa, thì đéo nó vẫn thấy mẹ chat kìa. Nó vừa kết nối lại. Đéo nào nó còn chat cái đéo gì mà rất là bực bội ấy. Từ từ để tao giả vờ tao con gái nhá. Anh đẹp trai ơi. Mãi lìn. Anh cặp kẹp tiếp chung. Đẹp trai thật à. Anh đi, học giỏi đi, thật à. Ôi Mai Linh à. Ôi Mai Linh à, Mai Linh. Khỏe thế, toàn hai này. Mai Linh, anh nói tiền rồi. Anh đi ra lề mà, hiểu. Khỏe lắm. Anh nói tiền rồi. Trời ơi, nhân phẩm kẹt gì. Nghèo quá. Có ba rồi. Đã không có đồ, còn không có tướng rồi lại còn. Ai đâu nghèo. Cũng như kiểu là lác não hay sao, nếu hiểu ông Dung còn gần có Dia Lê 3 từ cách nửa tiếng rồi, nếu hiểu giờ. Khổ Vũ đang tập trung build đội, mày cười. Đang tập trung tối đa để build đội. Mà cái ba anh em toàn thủy thần vu. Dễ tìm vãi lộn. Vũ à, cung thủ à, kiếm đó, khách à. Ta gặp mày đéo đâu. Sang nhà chơi cái. Ôi chết rồi, cặp ông Dũng rồi. Được, ăn được. Ê, lúc này nếu ăn được hơi buồn. Chó cắn đau quá. Con điên lê chó giữ nhà, cho nó ra khỏi cửa đi. Đây là tao chưa có đồ. Đéo là sao, đéo ra một cái đồ từ đầu trận giờ. Đéo hiểu đấy. Còn 3 sao còn đòi đồ. Em chẳng đấy. Có đồ này, anh nhìn đấy, nhìn sang nhà em. Cái gì nó lại ra cái đấy chứ, sao lại cái sự như thế được. Nghèo luôn ấy. Đấy, mà Linh Tuto ra mẹ Lulu rồi này. Lulu cái gì, mới có mấy con cộng 2. Nghèo quá, nghèo. Đội hình 5 con thì em giờ còn mấy 3 con cộng 1. Em phải phải lột. Chán. Buồn. Đạt hư không sát thủ à? Thôi bây giờ chứ biết sao. Hư không sát thủ còn đéo ra được tướng thế này. Cái gì mày gặp Đạt ạ? À? Kẹt rồi. Trời ơi, Vũ ơi. Giấu cho kia ra xe vào. Đạt. Xe một sao rồi, mà đéo gì. Đạt cứ gáy thua này. À, này thì Đạt quá. Này. Này thì Đạt. Ủa, này, này thì Đạt gì? Này à. Bố lão với đa dạng sinh học à. Đừng bố lão với đa dạng sinh học. Đội hình quý tộc kiếm khách khỏe mà. Đâu tao có riêng quý tộc kiếm khách đéo đâu. Tao có 4 yếu tố mẹ rồi. À, Gna vào cho full team hoang dã à. Đúng với em nói mình nhớ khổ. Đời tôi cồn điêu. Trời ơi, sẻng kìa. Đến lượt tôi chưa? Sẻng bị cháu cấp 1 cháu lấy rồi. Nếu còn con gì ra hồn ở trong hiệu. Tôi lấy cái con này à. Lấy con đào thì cũng để giải quyết vấn đề gì bây giờ. Tên này tao chả cần con đéo ở trong đống này sất. Thịt con mẹ chó. Đây, các chị em thích lấy cái gì thì các em lấy. Gồm khổ, thì lấy con này. Đây, chiều anh em. Chả lẽ cho con này vào để mẹ ba hóa hình nữa thì hơi mẹ bo đoi nhỉ. Tôi sai. Em sửa. Để mua nó là anh đúng. Mà anh đẹp trai ơi, tha em.
nó kéo một phát con của tôi nó bay màu luôn kìa. Anh bảo em lên Blitz trước đi. Vẫn đá mạnh từ trận giờ. Thôi. Thế nào Mai Linh Juto phong thủy luân chuyển xuống đây em. Trận này không ra một tí đồ anh ạ. Còn không nên build. Anh cũng dạy. Build tầm này đã có vấn đề gì, tức là không nên build. Là cờ bạc đại tay mới ông Dũng son quá. Tay nào mới? Đấm vào mồm mẹ. Ta vừa bán một con đi đồ đâu rồi? Đồ ta vừa bán đi đồ đâu rồi? Thằng đặt lưới của tao. Tao chắc chắn có tao ăn cắp trong này. Thằng đặt lưới của tao đúng không? Tiên à. Giả tao cái đồ giáp tao vừa bị bán rứt tay một cái là đã hết rồi thì nhéo nào? Đâu rồi? Mày không, nó bị lỗi đấy. Rất anh bẩn. Anh con tướng thấy. Mẹ. Giả tao đồ anh thằng Đạt. Đây này, bên thằng Đạt rồi đấy. Sắp lưới bay mẹ mày Đạt rồi đấy. À đây có lộn. Từ nãy giờ ra Vega nhiều thật. Xem nào anh em ạ. Đạt đang có chuỗi thua mẹ rồi. Đéo hiểu. Ba bát cơm với hai chuỗi thua. Tôi có về bờ được không đây? Ui, anh chuỗi thắng á? Bát, nắm mắt cơm, ba chuỗi thắng. Mày cứ... Thôi, áp tiền. Ông Dũng phải thật đấy. Khỏe gì? Đang ở trong cái trạng thái là đéo có đủ gì đây này. Hay lắm. Em tưởng với anh hay lắm. Đi đánh phọt cứt ra rơi được cái nước mắt ạ. Nước mắt hơi bị ngon đây, mẹ còn đòi cái gì nữa. Nước mắt cái thằng... rơi trò chơi kết thúc đây. Nước mắt cho con nào bây giờ nhỉ? Ở đội hình có thằng nào chơi A chốc không mà mãi đâu thấy cái con đéo nào A chốc không có nổi con thứ hai ạ, lúc hiểu. Vũ A chốc. Đạt đi á, Đạt à. Đi gặp Mai Linh ạ. Kẻ khói. Em yếu lắm. Tạm biệt em. Đây em thằng anh à. Đừng. Tạm biệt em. Cố lên, đừng có giặc ra bao nhiêu để giặc đi. Cố này, anh bảo rồi tạm biệt em mà. Mai Linh yếu này, úi giời Mai Linh yếu này. Đi bắn cho đéo tỉnh được luôn ạ. À. Nó bốn cung thủ rồi. Mai Linh nó bốn cung mà. Nó đang tích thêm mẹ băng đấy. Bốn cung thủ mà tích thêm băng là khốn nạn với nó đấy, đéo đùa đâu. À, ông Dũng chơi cắn phép. Trời ơi. Trời nước non đéo thì trời gì? Trời đất gì ở đây? À, được. Bốn phép cũng khá đấy. Rì Tùng pháp sư. Em là pháp sư nhưng pháp sư cực khỏe anh ạ. Đâu? Nhớ hiểu về đéo còn con nào để nó lại lên nữa. Rì Tùng trận này đéo có rồng thì chỉ có đấp xít thôi. Nhưng mà trận này em gặp Đạt à, đi cứ về. À, Linh à. Rồi. Linh à. Linh à, Đạt chơi cái gì đây? Em yếu mà. Sát thủ nhẫn giả. Không. Vũ bị nó hiếp cho khổ. Em gái Leona bị nó mẹ mày năm thằng nó chọc đi mày nát tết cả bim cổ. Cái kia gì vãi lộn quá. Ồ. Nó mà lại có Morgana. Bình tĩnh đã anh em, Garen nó vẫn còn có tác dụng của nó, đừng có khinh thường nó. Đừng chê nó đến lúc mình lại nó vẫn có tác dụng của nó. Rồi ra qua con kẹt này. Chuyện này gặp ông Dũng rồi.
Tao lúc... À đâu, tao gặp anh à đẹp trai học giỏi mà. Em gặp thằng Vũ, thằng Vũ này, lại đi xa quá Vũ. Em gặp thằng Vũ này. Vũ ơi, Vũ à. Rồi. Vũ biết quý tộc à? Vũ à. Ôi trận này nội tại của em kinh quá. Quý tộc với lại... mày biết quý tộc với cả băng đi Vũ ạ. Băng, băng vứt mẹ. Ôi băng ơi, anh ơi, hai thằng băng quý tộc với băng đi, tranh với con Linh. Mày lên chết mẹ rồi. Rồi. Uầy, Gna xẻng kìa. Chắc đéo ở đấy lượt mình đâu. Chắc chắn em là người lấy Gna xẻng không cho ông Dũng. Đấy là mày lấy. Ông Dũng giàu đấy. Đồ thì ra nhiều, tướng thì ra nhiều, vẫn 100 điểm ấy kìa. Thế ván trước đứa nào cái tầm này cũng 100 điểm gáy hả? Mẹ môn. Và vô vẩn mở nó lại đi. Dồi ôi em 19 đạt 20 à? Ôi thóp. Bát cơm đập hết rồi. Đéo ra cái gì cả. Đéo ổn rồi, em đéo ra cái gì cả anh ơi. Đéo ra thì cố gắng đợi. Rồi mọi thứ nó sẽ... Ôi chó ba kìa. Vũ kinh vậy? Mẹ Vũ nó trỗi dậy rồi chúng mày ơi! Vũ nó trỗi dậy rồi! Ơi ai ai trỗi dậy này, trỗi này, trỗi này. Đừng chết! Ôi! Trận chiến vẫn là mấy anh em mình chơi với nhau à? Các anh phải dẹp chúng nó đi cho em! Toàn mấy con một thế này thì... cấp rồi. Đạt vẫn chưa chết cơ à? Đạt như là bắt đầu khỏe rồi. Akali 1 2 3. 4 sát thủ, 1 nhẫn giả, 1 à 5 sát thủ rồi. Nó là 1 sát thủ nữa, khốn nạn với nó. Thằng Đạt chết rồi anh ạ, phải là không nghĩ nó đâu. Đạt ơi, Đạt à, sao mày khỏe thế hả Đạt? Đạt, sao mày khỏe đấy? Đi, Đạt thì là mấy máu đây? Ba máu đều ra được. Ôi chết rồi, em chết rồi, mấy máu rồi. Ít ra lại đi máu. Một sự trả thù không thể ngọt ngào hơn dành cho tôi. Và đây chính là sự kết thúc của toàn bộ trận đấu này. Anh em thì mình khỏe vậy. Quên mất lại thoát ra, không kèm tiếp. Tớ hiểu. Anh em thì mình hét to vậy. Anh hét nhẹ mà, anh hét có to đâu. Anh hét, anh... anh hơi ấy tí, anh cho anh xin lỗi. Anh ừ anh quên, anh hét hơi to, anh cho anh xin lỗi nhá. Ông Dũng khỏe mày nhìn ra, tôi xong rồi. Ông Dũng có gì đấy? Ông ấy lên rồng để chống anh. À, con rồng à? Con rồng lồn này thì cứ blitz mà kéo ra thì trợ sức định thì đeo được. Thua rồi à? Mày quá vẫn còn lên trên được chất Vũ. Chất anh chẳng có rồng. Rồi ôi, đi ra lê giáp gai, ba ơi ai đánh với nó nữa? Bình thường mà em làm gì đâu mà em cứ làm các bạn đi no nắng. Ai đó có thể gặt giò ông Dũng đi. Ủa đồ nó rơi ra kìa. Lắp hết cho rồng anh ạ. À đâu, lắp cái nước mắt cho rồng thôi, đừng lắp giáp cho rồng. Anh có lắp giáp cho rồng đâu. Em vừa thua bởi thằng đéo rồi đấy. À đi, thế đéo là vua chất từ bao giờ rồi, thì không biết. Chết lâu rồi. Còn mẹ. Mẹ chạy xuống nhà đưa đồ cái lên.
Anh ơi, anh đổi chỗ con Idale. Sao mình không có con rồi nè? Anh đổi chỗ con không, anh đổi chỗ con rồng Sivana cho con Gna. Thế à? Ok. Tim đạt khỏe chưa? Mẹ. Anh đổi đi, anh đổi đi. Tí nữa anh đổi rồi, đi. Rồi, anh đổi đấy. Đạt thua rồi à? Đạt đéo thua được, nó sống rồi, nó thắng rồi. Đi. Qua phó bảng rồi, đéo gặp thằng đéo thằng đẹp đẹp, đẹp dai học giỏi thì thằng ấy thì mình giết tốt quá. Đây à? Thay cái gì ấy nhỉ, Linh nhỉ? À, bỏ con Sivana lên trước con Gna. Đây à? Mẹ. Em quên mất, em lại thoát game ra để rồi, em lại đang coi livestream của anh. Không vấn đề gì em ạ. Mọi sự rất là bình với thường. Với lại là anh cho con không có vấn đề gì em ạ. Nha. Gna và Sivana của anh lên cấp 2 hết rồi. Còn Nguyên mẹ em chăm máu nữa kia. Với lại là anh đừng để con Yale ở chỗ đấy, anh có thể thay chỗ con đấy cho con Kennen được. Xem ai hơn nào. Có nghĩa là xem ai cao hơn nào. Thật thông minh và cao thật rồi, vị hướng thơm ngọt râu râu. Anh giống chả có tí cửa điếu đâu cả. Đi, tôi cho con bullet nó giúp con ấy của tôi ra rồi. Đi. Đéo có tí cửa nào luôn ấy. Ôi cái gì đấy? Hai Gna phang nhau ạ. Đi. Anh thở với em anh Dũng. Đi. Hôm nay thằng không gặp một thằng giỏi khi lại thắm hoa lên. Này em bảo này, tí nữa anh cho con Niale của anh ở vào cái góc con Lulu lúc đấy, đứng ở đấy. Hiểu không? Nó thay ngay gớm, nó lạ gì. Kể, anh phải hiểu con Blitz nó là như nào, nó là kéo con ở đội hình xa nhất anh của biết anh. Rồi. Rút con Niale vào. Rút con Niale vào chỗ của con ấy. Nó không, chỉ có hút được một con ấy. Một lần anh thôi, lần hai là hút được sao được anh nữa. Em cần hút anh lần hai đâu. À, con nào ấy, hút con nào cũng được mà, con nào anh cũng chết mà. Yên tâm. Ừ, đấy, Niale hút con nào anh cũng chết, vào đấy mà hút. Nó làm giảm tốc độ đánh của mấy con. Hỏng ơi, sai này rồi. Hút này. Này thì, hút này. Anh đùa em ạ. À. Này thì. Adidas. Anh Dũng này. Anh Dũng này. Anh Dũng này. Ok đấy. Bật à? Lại thì sai. Này. Đi. Vơ va vơ va. Con nào cũng thế mà. Con nào cũng thế, em khỏe vãi cả lìn ý. Ông Duy Tùng giết em nốt. À đâu Dũng à? Đi cay quá, hai đội hình giống treo đều chịu được. Ấy à, ông Duy Tùng, ông Dũng có con rồng 2 nhá. Giá xô thôi. Tấn thôi. Thế nếu thằng hẹp đẹp treo giỏi vẫn sống thì đéo nào. Đéo nào. Đéo nào. Nó đánh hội hình phụ. Ôi dồi ôi, sao anh ấy nước mắt bây giờ anh biết không? Cái thằng Đạt nó chỉ có đẹp trai thôi, còn thằng này nó còn... Con sói của anh nó yếu quá. Thằng lâu này làm đéo có tuổi gặp em giết phát một rồi qua gặp ông Dung đi về đen đéo chịu được. Thì về đội hình đi nó lên được thấy thì chắc là giết được 3 sao về. Đội hình nó cũng có vẻ cũng chẳng có gì. Đéo hiểu sao sói mình yếu quá, sói level 1 khổ. Đánh với bóng thằng Duy Tùng à? Em nói thật nhá, bây giờ cái con Kennen em thấy nó... Kennen là sao? Em chết Kennen của anh à? Không phải, mà nó đang đứng ở cái vị trí hơi bị... Đéo ra rồi, chết luôn rồi. Đi ra. Đổ luôn, đéo con. Được, anh sẽ thay Kennen chỗ khác. Đây. À không, không cần nhưng mà đang xem. Đây đội hình phụ nó thôi đúng không? Trận này mấy con này không thể level 3 rồi, ném mẹ đi. Gna cho lên đầu ấy, con chó ấy thì vứt mẹ cuối thì con đấy nó chỉ để đủ đội hình, con Gna lên đầu nó mới đầy cho thay chứ. Vị trí anh ơi, cho thay vị trí con chó với con Nia đi. Con Warwick ấy. Đấy gì? Đấy, con đấy nó chỉ cần đủ cho đủ đội hình thôi mà. Ba cái đầu vào đây phải nghĩ mà đéo thắng được một cái đầu thì... Không phải cơ bản là đội hình của Bisu khỏe quá rồi.
đi. Kéo 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 con bị lốc à? Sao anh không bán con rồng kia đi lắp nước mắt cho con kia? Con nước mắt cho con nào? Nó đấm anh đứng... đau quá đi. Sao đội hình chiến thắng ở cả nước ngoài mà vào đây lại thua? À được rồi. Ôi đẹp bọn. Thôi hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Đẹp mỡ hỏng rồi. Ông Dũng chắc cũng đã qua tơn rồng được. Nước mắt rơi cho con gì? À mày là không qua tơn rồng. Không có con đi ra lên. Mày lại nhầm. Em bảo. Con rồng kia của anh là level mấy đấy? Level 1. Thế đổ con rồng có nước mắt lên đi. Sao không đổ con rồng có nước mắt lên? Thôi con này rồi bán đi thôi, đâu. Nước non đéo gì. Nó cũng thêm được một tí gọi là khạc trước. Anh ơi, dàn đội hình ra không thua rồng đấy. Muộn rồi. Không, đội hình anh có phải đội hình pháp sư đâu. Con rồng này thì giết dễ thôi. Rồng này thì không lo lắm. Đó, sao mà bật được anh? Kìa, cho vào luôn, Sojin luôn. Sojin cho con rồng luôn. Đây. Đi rồng vẫn thắng rồng mà. Thua đéo đâu. Cho luôn gậy khổ quá cho rồng luôn. Phút được bao nhiêu phút? Đi. Lại hà hơi thổi ngạt à? Thôi đấy, như này mà không được thì thôi đấy. Anh chó kẻ thế thân khổ vãi lồn. Nào. Ông Dũng chắc chỉ được 2 turn nữa nếu mà thua. Cố lên được ấy thì lên được cái thằng Gaso nữa. Ô, anh chó về gọi đầu rồi. Không. Anh Dũng này. Đi, nó mạnh anh... quá. Đi. Chưa chết à? Chưa cả một turn. Đi. Đéo gì nữa. Đéo kịp rồi. Con mẹ. Đấy là may cho anh em còn trên Blitz 3 nhá. Trên Blitz 3 anh tắc thở luôn. Anh Dũng thử có thêm được một con nữa cho Blitz vào. Đéo kịp. Thiếu anh 12 em sao mà kịp được. Mày điên à, Blitz anh ấy sẽ kéo Blitz của tao. Nhưng mà con rồng anh nó sẽ không khạc được luôn như vậy. Con kéo về thì con rồng anh nó mới khạc được sớm như vậy chứ. Sao lên được Blitz 3 kìa, đen vãi. Pháp sư của nó khỏe thật. Đi. Đi, con đéo giết đổi cả tôi hình nó một con ạ. Đi. Đội hình đánh không có đối thủ ở Nhật Bản. Đéo hiểu. Đi. Bọn Nhật Bản chắc là bọn đấy xem sách nhiều thôi. Đéo biết chơi game. Đi. Đội hình nó mẹ 9 con à? Ai cả đài. Thôi, trận này cũng đánh được Mai Linh với Đạt là được rồi. Cũng trả thù ai, được năm xưa. Thôi Hồng, Hồng ơi, có vẻ top 1 hơi nhiều, anh em phải đổi chiến thuật thôi. Thôi các bạn, nay chơi ở đây thôi, trên Nonolip chơi ở đây thôi. Chơi hôm sau thì chơi tiếp. Bao nhiêu rồng thằng mẹ Bisu lấy sạch rồi thì làm gì còn rồng nào cho tôi. Mẹ có 10 con rồng thì trong này nó lấy mẹ mất thì về 6 con rồi, tôi là 7 thì còn rôn gì. Vừa phù thủy vừa mẹ rồi. Đây, anh em có thể biết là đội hình khắc chế được đội hình vô địch trên máy chủ Nhật Bản. Đây anh em nhá. Linh. Linh đang bị chia đội hình rót le à? À đâu? Em không ra cùng. Đủ, không ra tướng, thế là thành ra khổ á. Bây giờ anh họp đúng không? Thôi nghỉ vài phút rồi anh em sang bên YouTube. Một tơ đánh ra được. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi trên Nonolip. Anh em muốn xem tiếp những trận thư hùng, anh em nhớ đăng ký kênh trực tiếp game trên Nonolip anh em nhé. Rồi, rất cảm ơn. Vũ thì đéo nào trận đéo nào cũng bét, đéo nào thắng được mỗi hai cái thằng mẹ tao fit đinh với lại cái đéo gì.
đưa đồ đi lên. Vũ còn mới có level 5 là thì đéo nào, à level 6 chết mẹ. Sáu cái gì? Không, thằng Vũ gặp em một trận anh ạ, em mà đánh cho nó mất mẹ khoảng 50 máu. chắc là được gặp đôi anh Duy Tùng.